cho em xin cốc nước. Chị có nhắn tin ở bên 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 sếp em đúng không chị? Sạch quá đi rồi. Em đang ngủ á chị Thi. Em đang ngủ em tự nhiên thấy ai bảo Hải ơi dậy like đi, em giật mình em dậy em ngồi em khóc chứ. Như kiểu đồng ấy trời ạ. Mới đang ngủ tự nhiên ai kêu Hải ơi dậy like đi hay là mẹ em kêu em dậy em ngồi em khóc chứ. Em ngồi không biết em ngồi dậy em ngồi em khóc hai nước mắt em rơi chứ. Eo, em nghĩ sao ông hùng lại em chẳng không nhớ gì luôn, nước mắt rơi. Nước mắt rơi. Hello mọi người. Có em thấy chị Châu Ngọc lại chấm rồi à? Các chị lại chấm rồi đúng không? Hello hello, các tình yêu của em. Áo ấm thế, chắc chắn phải ấm rồi các chị ơi. Ấm lắm, con này siêu ấm luôn, không phải là ấm nữa. Hello mọi người. Áo phao em có nhá, phao đắt tí nữa em lên đấy. Tí nữa lên phao đắt cho mọi người nha. Ôi hôm nay cái giọng mình như vịt đực rồi, chết dở rồi. Em đặt hàng bên chị mà không thể gọi điện chốt đơn, cho em xin số được không? Chết rồi. Hôm nay giọng có cái dấu hiệu là đi xuống rồi, trầm trọng. Đơn tối qua thì em chưa chốt đâu mình à. Các chị có thấy em không mọi người? Các chị có thấy không? Hello hello, chấm chấm phải phải. À, chưa có chốt đơn thì cho em xin số được không mình? Em có thấy chị Dũng Linh đây rồi. Áo E35 em không chị ạ. Cái áo đấy phải mấy hôm nữa em mới về. E6 mà gửi nhầm sang E4 à. Thấy chị gửi là E4 ý. Em gửi cho chị là E6 nhá. Chắc các bạn quên mất đấy. Có, hôm nay chị nhận được hàng rồi. Mỗi cái nhầm màu á. Không phải là nhầm màu đâu. Nhiều trường hợp ấy xảy ra mọi người. Chắc là do em mù màu. Khách hàng vẫn bảo là hầu như em đọc màu nó bị sai. Nên là trên máy nó một màu. Nhưng khi em đọc lại một màu ấy. Nên là nhiều khi các chị nhận nó sẽ bị sai màu một chút xíu. Dã man hôm nay các chị vào đông đủ đấy nhờ. Ôi chưa thấy gọi điện chốt đơn thì chị cho em xin số được không? Đơn chiều thì sáng mai bên em mới chốt. Đơn chiều phải sáng mai ạ. À chị một tuần mà chưa nhận được hàng. Mặt em hơi ngáo rồi mới ngủ dậy. Mới ngủ giấc dậy xong. Hello mọi người. Chị nào rồi cho em xin một nút chấm nha. Chị nghiện đồ cả người và lẫn người bán hàng. Dã man kinh khủng. Rồi em thấy chị Dũng Linh. Hello mọi người chấm chấm ạ. Rồi chị nào cho em xin một nút chia sẻ được không? Em có thấy chị Thu Hà nhá. Trời ơi bắt đầu cái giọng là không chuẩn bị là không nói được rồi. Hello mọi người. Nay chị nhận được áo phao siêu cấp nhà em rồi. Đẹp lắm. Thank you chị yêu nhá. Check inbox cho em sáng mai được không chị? Tại bây giờ không check được. Bây giờ các bạn nghỉ rồi. Ôi cái áo này siêu ấm mọi người ạ. Siêu ấm cho em dòng áo này. Ừ thôi. Đây là 105. À ok chị Huyền bóng. Rồi ok. Hello mọi người. Chị nào vào cho em xin nút chấm nhá. Lên muộn nhưng mà em bắt đầu sẽ lên mã luôn cho mọi người đấy. Tại vì cái này còn một ít nữa, một ít hàng lông cơm. Thế là em sẽ sale hết cho mọi người luôn nhá. Vừa bán vừa tặng vừa chia cho mọi người luôn. Nên là chị nào đi qua cho em xin một nút chia sẻ live stream ok không mọi người? Nếu mà rảnh được nữa thì là sẽ lên để xem nhá. Không biết có món. Chào lên nhà hàng à. Thế ai phụ like? Thôi em ơi, say no. Nào vào đây bật máy tính đi, cho em xin cốc nước. Chốt đơn. Rồi ok, anh ơi. Đưa em hàng trẻ con đấy. Hàng trẻ con đầu lai tặng đi. Ừ, tặng cho các chị gái đi. Hàng trẻ con hôm nay em tặng nốt nha. Không chọn mẫu, không chọn kiểu giúp em. Được ok thì thế các chị chốt đơn cho em nhá. Áo da ép 215 và áo 115 đó. Chị cho em xin số được không? Bồng ngủ long em chưa về hôm nay. Trưa nay là không, bên em đâu có gửi hàng qua giao hàng tiết kiệm đâu. Nhà em gửi hàng qua GT mà. Mọi người ơi. Ok chạ. Một phút để chia sẻ live stream rồi sau đấy em sẽ lên đồ trẻ con. Vừa bán vừa tặng vừa chia cho mọi người. Còn nếu như hôm nay giọng em nó hơi vịt được một tí. Ô hôm nay em có biết cắt sừng không nhở? Không biết đúng không? Sao mà toang rồi ông giáo. Toang rồi ông giáo ơi. Toang rồi. Hơi như mơ ngủ ấy các chị. Em bật nút like luôn. Dậy xong mặc áo luôn trong vô thức kiểu là bật rồi sau đấy bật nút like lên là rồi ok. Các chị chia sẻ livestream ra đi. Em tặng hết đồ trẻ con nhá. Rồi ok. Sẽ lên tặng đồ trẻ con cho mọi người. Em nghe đây chị ơi. Hôm nay có phao đắt đấy. Hôm nay có mấy mã phao đắt cho các chị luôn. Ui ơi. Nấu nóng. Nấu nóng lắm. Không phải em ốm đâu. Cái giọng em nói nếu mà hôm nào cái hôm mà bán được nhiều là nó như vậy. Hầu hết cả ngày là nó như vậy đấy. Rồi ok, bắt đầu nhá mọi người ơi. Hay có phải thoát ra biết cushion không? 500. Có phải thoát ra
Ông ấy chị vào rồi. Thôi cứ cố gắng lên nhá. Cố gắng mọi người chia sẻ live stream cho em nhá. 1 phút để chia sẻ live stream. Ôi, thôi tình yêu ơi, chơi lớn nữa em. Chơi lớn miễn sim nữa là em ngất luôn tại đây. Ôi, xin nào bỏng luôn. May mà độ cái cây nóng của nhà em nó chưa kinh khủng lắm. Ok chạ. E36 em không biết là còn hay không đấy mình ạ. À. Rồi cho em xin một nút chia sẻ live stream nhá. Để bắt đầu lên. Ok, chưa bao giờ được chị lại tặng. Hôm nay là em tặng cho các cháu. Ok cho mọi người. Áo em mặc có 3 màu, hôm nay em lại tặng hết nhá. Ok mọi người nhá. Rồi, đồ trẻ con thực ra là em cũng không có thời gian để lên mọi người ạ. Dạo này vào mùa rồi nên là rất là tấp tốc lên, cũng không có thời gian để lên. Check inbox dùm em ạ. Rồi, nghiện xem đồ của em nay chị nhận hàng ưng lắm. Em bảo với chị Ngọc Trần, áo em mặc có bán ạ. Cho hỏi mình không nghe máy mình đặt hàng hai áo chưa giờ về inbox tin nhắn cho em nhé mọi người ơi. Ok các chị ơi. Nhưng chị nào mà không nghe máy thì chị inbox luôn cho em là tốt. Inbox luôn cho em để có chốt đơn nhá. Gọi chốt đơn luôn. Ok, đồ trẻ con hôm nay tặng hết để em xem hôm nay em ngủ dậy em có biết caption không. Hôm nay em không nhớ gì hết. Thế là ngủ dậy rồi lên luôn. Thay quần áo rồi lên luôn. Đánh son các thứ má hồng rồi lên cho các chị. À cho các mẹ tầm mua cho các con. Không phải thực ra là không có đồ ấy. Lần này em không bán đồ trẻ con đâu. Sai số nó nhiều lắm. Mặc dù cái tỷ lệ hoàn nó rất là ít nhưng mà là sai số nó nhiều quá. À may vẫn biết caption đây. Các chị có thấy em không? Trời ơi mà không chị nào bảo thấy là gì. Rồi ok nha mọi người ơi. Nào em tặng hết cho các cháu nha mọi người. Lên cho em đúng mỗi chị cho em xin một lúc chia sẻ live stream. Hôm nay các chị có lập kỳ tích là lên nhiều không nhỉ? Hôm nay có lập kỳ tích lên nhiều không? Em chốt N23 chưa tình yêu ạ. Cơn mưa N23 vẫn chưa ngừng. Nhưng mà là không có các chị nhá. Rồi mã này các chị ơi, thống nhất luôn. Cái này mà các chị được cái nào mình mua cho các cháu thì mình hoan hỉ cho em. Được rồi, mã này các chị sẽ lên cho em là gì? Tặng đồ con nít. Và em sẽ tặng cho anh ơi cho em. Hả? Tặng các cháu. À tặng các cháu đi, cho nó máu đi. Tặng đồ con nít nghe nó văn quá. Tặng các cháu kèm số cho em lại. Đấy, anh làm cho em tất cả bộ ở đây đi. Em tặng cho các cháu là bao nhiêu tiền ạ? Con số lộc tài nha mọi người. Một con số lộc cho em này. Tất cả các bộ lông công nói chung là lỗ rồi. Còn cái em thì không quan trọng là lãi bao nhiêu. Quan trọng là vừa bán vừa tặng các cháu và kèm số. Chị nào được cái nào mình hoan hỉ cái đấy cho em. Chứ không bây giờ mình là chọn là em chết dở nha mọi người. Bây giờ đã tặng mà chọn là em chết. Tất cả những cái đồ đẹp như thế này này. Em xin phép tặng tất tật tật cho các cháu. Mỗi một cháu một bộ. Là giá chia sẻ live stream. Giá này là áp dụng chị nào chia sẻ live stream mọi người nhá. Vừa bán vừa tặng vừa kỷ niệm. Mỗi chị không được nhiều, mỗi chị được rất là ít thôi. Em ơi bảo bác Phượng là chị cái bộ em 100 đi. Tặng các cháu và kèm số. Em tặng cho các cháu là 79.000 một bộ. Tất cả trai gái đều auto 79.000. Là em lỗ nha mọi người. Chính xác hơn là em lỗ chứ không phải là em lãi đâu. Ok chưa? Tặng các cháu và kèm số cho em 79.000. Em tặng hết này, cả set dạ các thứ này. Em xin phép là tặng luôn nhá. Chị nào có đơn thì ngày mai mình hoan hỉ cho em. Còn chị nào không có thì mình cũng gọi là xương xương đẹp cho em nhá. Tặng các cháu và kèm số cho em. Cái này thì em có ít nhá. Em nói chung là alo xô tất cả các bộ như thế này cho mọi người. Là 79.000 hết nhá. Đây này, nhiều bộ lắm. Nói chung là nó nhiều. Cái bộ này thì chị nào mà chốt được cho cháu nào thì mình sẽ hoan hỉ cho cháu đấy cho em. Ở dạng mình có nghĩa là mình mua về mọi người. Mình nếu mà nó bốc trúng một cái size con các chị không vừa thì mình lại tặng cho con em. Rồi tặng cho hàng xóm rồi mình bán lại cho em nhá. Tại vì cái giá 79.000 là em xả lỗ luôn, em thanh lý luôn. Là em không về đồ nữ nữa đâu, à đồ con nít nữa. Mã số cho là tặng các cháu cho em 79.000 đồng một bộ. Đấy các chị lưu ý cho là 79.000 nhá. Đây này, những cái bộ đẹp như thế này này. Pha bò, pha biếc này. Ở chung em xả hết là 79.000. Chị nào mà mua được bộ nào mình sướng cho em bộ đấy nhá, được chưa? Đấy, ok chưa? Đây các chị này. Nếu mà chị nào mà ok được bộ nào thì mình chốt cho em bộ đấy nhá. Tặng các cháu và kèm số cho em 79.000 thôi. Đây em xả lỗ đấy. Toàn nhập vào là 130-140 một bộ. Bán cho các chị có 150. Lãi được 10-20.000. Không biết được lãi bao nhiêu bây giờ xả như thế này. Là 79.000 một bộ. Ok chưa các chị gái ơi. Rồi tặng các cháu và kèm số cho em nhá. Rồi khoác hả anh? Khoác lên đây tặng nốt cho các cháu đi. Đây là bộ nhá. Bộ đi, tí nữa là lên khoác cho mọi người. Ok chưa? Nha mọi người ơi. Con này em còn 2 bộ len. Không chị ạ, hôm nay không bán đồ trẻ con đâu. Em thanh lý mà, em không bán. Bộ trẻ, bộ len này em còn 2 bộ này. 2 bộ len này đi.
không được chọn chị ạ. Thì thực ra là cũng là cái những cái mẫu em bán rồi ấy. Hai bộ len này nhá mọi người ơi, hai bộ len này em sẽ chia cho mọi người luôn nhá. Hai cho chị con L7 đi em. L7 có màu xanh với màu kem á. Con này đó chị ơi, 36 cân thì không vừa. Cái bộ đấy thì khoảng độ cho em là dưới 25 cân. Đó, bộ len hai chị hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng cho hai bộ len. Siêu cấp bị bom về. Chứ còn bộ này là em lái hết sạch. Đó, em không đọc tên được. Tại vì các chị bảo em đọc tên là ngày mai các chị bắt đền em là em chết nha. Ok chưa mọi người ơi, là em chết dở đấy. Áo em mặc có luôn nhá. Comment đúng đây, hai bộ len dành cho hai chị hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay là hai bộ len. Hai bộ len cho em nhá. Đây, đẹp quá. Bộ đấy siêu đẹp. Còn đúng hai bộ, cả nhà còn đúng hai bộ tặng cho hai chị luôn. Nếu mà chị nào hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất ạ. Về hoodie ở đây tí nữa lên nhá. Áo khoác này. Áo khoác da. Áo khoác da các kiểu đà điều này. Áo khoác da mã này các chị lên cho em là khoác da bé em tặng nốt là 90. Em tặng nốt một chiếc áo da này cho các bé đi, 99.000 cho em nhá. Mã số cho em là áo da bé 99.000 đồng. Cái này hình như khoảng độ là cân thì tầm dưới 15 cân thôi các chị. Em 15 16 cân. Cái bộ len đấy là tặng cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất. Còn mình lên đúng mã này cho em là áo da 69.000, áo da bé 69.000 cho em nhá. Áo quần 99.000. Một cái áo da đẹp như thế này này. Có cả set bé gái ấy. Nói chung cái này là lẫn lộn cho em nhá. Nói chung là lẫn lộn nha mọi người ơi. 99.000 đồng này, tặng hết cho các bé khoảng độ cho em là dưới 20 cân. Dưới 20 cân là ok đấy. 99.000 cho em nhá. Đây alo xô tất tật tật, chị nào vào nhanh thì mình tranh được. Và nhớ cho em là có nút chia sẻ livestream nhá. Nãy giờ em thấy nhiều chị không chia sẻ livestream là em không có chốt được nha mọi người. Thật sự luôn, giá này chị áp dụng chị nào chia sẻ livestream thôi, đẹp lắm. Đẹp như mơ, như tin như này nha mọi người ơi, đẹp đúng không? Đấy, xinh cực kỳ, cái này em sẽ không phân được, không phân được mọi người nha. Lên luôn áo em mặc đi. Lên luôn áo em mặc nha, cho chị xin mã em ơi. Áo em mặc nha mọi người ơi, đấy, ở trước mặt em luôn đấy. Áo này từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Đây cho chị cả cái đấy em ơi. Một trong những cái mã hàng được săn đó nhiều nhất và em thấy lượng comment trên Facebook nhiều nhất kéo lên này. Áo len này em lại sẽ có 3 màu cho các tình yêu nhá. Con áo len này em sẽ có 3 màu cho các chị gái. Là màu em đang mặc là màu vàng. Ui cái chất len nó dày và nó đẹp lắm các chị ạ. Comment đúng mã này cho em là L134 cho em nhá. L134 ạ. Hàng này ở ngoài shop đang bán là 400. Ngoài shop thì bán 400, ngoài shop thì bán 340. Em xả nốt cho các chị luôn. Con này em ôm được giá sale. Được chưa? Con này em ôm được giá sale. Ok chưa các tình yêu ơi. Mã số cho em là L134 và kèm số hơn em bán cho các chị. Nếu mà các chị mua ở ngoài shop hơn 400 em làm cho các chị bằng 1/2, chưa bằng 1/2 thôi. Ok chưa? Màu em mặc là màu vàng. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu nâu nhá. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu nâu này. Cho chị xin cái móc em 40 cân đến 65 cân và em bán tặng mọi người con áo này L134 của em nhá. Lưu ý cho em đây là hàng siêu cấp VIP. Từ 40 cân đến 65 cân và em bán tặng cho chị luôn. Giá cho các chị là từ 40 cân đến 65 cân cho em nhá. L134 cho em màu vàng, màu nâu và màu hồng. Em bán tặng mọi người 215.000. Em ơi gửi xe, gửi hàng cho chị như là xe Sơn Hiền đúng không? Em gửi xe Sơn Hiền đấy chị. Em lấy cái số gửi vào Messenger chị ấy đi. 215.000 một chiếc áo đẹp cho em như thế này. Chất len các chị sờ ấy ạ. Mình cảm nhận cho em cái cổ lọ của nó này. Hôm sau nữa đợt không khí nó tăng cường thì chị em mình yên tâm là mình đã có gì ạ. Mình đã có một chiếc áo xịn sò và nó ấm kinh khủng khiếp cho em nhá. Con này mà các chị đi vào ban đêm ấy ạ. Đây mình kéo cao cổ lên cho em này. Kiểu nó nim da mọi người, chất nó rất rất là ấm cho em. Giá là 215.000 một chiếc cho em. L134 màu nâu ấy chị này. Ê ơi, chất len nó đẹp kinh khủng khiếp các chị ạ. 215.000 một chiếc. Đó. Đây các chị ơi, xinh nhở. Ê ơi, chất len nó dày, màu rất là đầy cho em. L134 và kèm màu cho em nhá. Lưu ý con này em có ít á, số lượng nó rất rất là ít. Tại vì mỗi màu nó có 5-10 cái, hàng đắt không dám lấy nhiều. Đấy, nên là các chị lên đúng mã cho em là L134 và kèm màu hết là em lại... Không biết là có về thêm không, tại vì đợt này nó khan hàng. Thực sự đợt này nó rất rất là khan hàng luôn. Giá về tay các chị là 215.000 một con áo len xịn cho em như này. Con áo len mà chất nó dày, nó đanh, nó mịn và màu hồng đấy các chị này. Con này em sẽ có 3 tông màu. Chị nào lấy màu nào mình sẽ lên đúng mã cho em là L134 cho em và kèm màu nhé. 215.000 một chiếc áo len đẹp như thế này. 40 cân đến 65 cân, chị nào được bộ nào mình hoan hỉ cho em bộ đấy thôi. Chứ bây giờ em cũng chẳng biết bộ nào. Tặng nốt cho các cháu thôi nhá. Màu này là màu nâu cho em này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu hồng này. Và màu này mình sẽ chốt cho em là màu vàng.
hàng siêu cấp nên các chị cứ để ý cho em, không shop nào bán con áo này dưới 200, không bao giờ bán dưới 300.000 luôn nhá mọi người. Các chị cứ đi mua đi, đi tham khảo đi. Đối với những dòng này thì em gọi là chị nào mà sành hàng đắt thì mình sẽ chốt thôi. Chị nào mà thật sự có nhu cầu đối với dòng áo len cổ lọ này cho em thì các chị sẽ chốt nhá. 40 cân đến 65 cân, quan trọng chất len ạ. 75 cân các chị cũng vừa cho em. Đó, ok chưa? L134 và kèm số cho em các tình yêu nhá. Giá rất là rẻ luôn các chị ơi, 215.000 một chiếc. Tình yêu nào mà thích hàng cao cấp thì mình chốt cho em mã này, ok chưa? 215.000, trời ơi, cái cổ lọ của nó sang quá. Ok cho chị Mông Nguyễn màu nâu này. Rồi, cho chị băng châm lê màu vàng, 215.000 cho em ạ. Bây giờ không có ai check tin nhắn đâu mình ơi. Nha, inbox và tin nhắn hồi em sóng may đợi bên em check được không ạ? Đang gọi là đang chậm hết rồi, chị Kiều Phạm tắc tắc nghẽn luôn đấy các chị ạ. 215.000 cho em nhá. Ờ dạ, lên đúng mã cho em là L134 và kèm màu kèm số cho em là có đơn. Tối em qua mẫu luôn nhá. Qua mẫu luôn rồi các chị này. L134 và kèm số cho em nhá. Đây con này em chia nốt cho các chị luôn. Chia nốt cho các chị con này nhá. Con này từ 4 đi tập trung mà đi lấy hàng đi đã, chụp cái gì? Từ 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn em con áo len này. Áo len này em lại còn ít nhá. Áo len này em sẽ có hai màu cho các chị là màu xanh và màu vàng. Màu xanh và màu vàng cho em. À màu xanh và màu kem. Cái này từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn đây. Từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn em con áo len này, được chưa? Con áo len này em có ít, rất là ít thôi nha mọi người. 40 cân đến 65 cân, được chưa? Mã này các chị sẽ lên cho em con này là L7. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân các chị luôn. Hàng này bét tẻ là nhà các chị mua hơn 200. Nếu mà các chị mua dành ra ấy là mình ra shop mình mua hơn 200, đúng không? Nhưng mà em phục vụ các chị giá yêu luôn. 40 cân đến 65 cân chị ơi, đơn hàng nó đang bị nghẽn. Có nghĩa là lượng tin nhắn nó đổ một lúc nó, có nghĩa là 2 ngày sau khi miễn ship ấy, cái lượng tin nhắn nó đổ về kinh khủng quá. Bên em đang check từ từ nha mọi người, yên tâm. Đang tăng ca check đêm cho mọi người rồi. Con này các chị sẽ lên đúng mã cho em này là L7. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân các tình yêu luôn. Cái con này các chị mua ở ngoài không bao giờ dưới 200.000. Em bán luôn mọi người 109.000. Ok chưa? L7 cho em và kèm màu nhá. Hai màu cho em là màu xanh và màu kem. Từ 40 cân đến 65 cân các chị đều mang vừa cho em mã này, hơn 100.000 một tí. Nhưng mà mình mua cho em con này rất là xinh, không phải là mắt em đỏ đâu mà em mới ngủ dậy. Em mới ngủ dậy xong nên nó mắt như thế. Comment đúng mã cho là L7 cho em nhá, còn ngao ngao ấy. Rồi, 109.000 cho em. Ok chưa các chị? Đợi lúc trưa thì em chưa. Comment đúng mã cho là có đơn nhá, 109.000 cái bảng layout nó đẹp nhỉ. Theo logo cho em cái hình này, cái tay của nó này. Đó, cái tay, cái len của nó cho em rất là xinh. 109.000 đồng một chiếc. Các chị đã lên đơn con này quá nhiều các tình yêu ạ, đúng không? 109.000, tự dưng mình tiết kiệm ra được bao nhiêu tiền. Không phải là mua hơn 200.000 mà mình bỏ tiền ra có 109.000 thôi. Mình mua ngay cho em một cái con áo len đẹp như thế này, đúng không các tình yêu? Chất len cho em không thể chê một tí nào. Ok chưa? Len đúng mã cho em là L7 và kèm số điện thoại cho em. Các chị đã lên đơn như mưa rồi. Rất nhiều lên đơn dã man luôn này. Em ơi, cái chất cho em á, tình yêu này. Trời ơi, cái chất mang tên là xịn sò, vạch áo cho người xem lưng, đúng không các chị? Váy len có đấy, không lấy cho chị váy len nhá. Xem có cái mã váy len ở dưới thôi. Móc cho chị cái màu vàng ra đi lên. Đây, các chị ơi, nhìn cái con này cho em này. Em ơi, cái màu vàng áo chị mặc ấy. Em ơi, em ơi, đây, quên kéo đi. Comment đúng mã là L7 cho em nhá. Đây các chị này, em ơi, chết thật sự luôn. Hai bao nhiêu tiền nhá? 109.000 một chiếc cho em ạ. 109.000 các tình yêu ơi. Xuất sắc luôn con này. 109.000 đồng. Mã số cho em là L7 cho em là có đơn. Xinh như các chị. Thế nhiều chị vào. Sao mắt hôm nay em đỏ thế? Có phải bị chồng đánh không? Không chị ơi. Mắt em không phải bị chồng đánh mà mắt em mới ngủ dậy. L7 cho em và kèm số nhá. 109.000 đồng cho em. Chất rất là đẹp. Em sẽ phang cho các chị làm màu ạ. Móc cho chị bộ em 100 lên. Sale nốt được các chị lưu mình còn mỗi size to. Ừ. Ok, bộ em 100 hôm nay bán phá giá luôn. Tần ta lên. Tại vì em còn mỗi size to ấy, cái bộ em 100 em còn mỗi size to thôi. Đây là bán phá giá luôn cho các chị nhá. Có là 109.000 thôi các chị. 109.000 mà mua được con áo đẹp như thế này. Có 109.000 thôi các tình yêu ơi. Đấy mà mình mua được con áo đẹp như thế này, chất dày dã man. Con này mà chị nào mà mua bét nhất ở ngoài ấy, ít nhất
nhất cho em khoảng độ cho em là có 2 lít nha. Áo đằng sau em mặc rồi, comment cho em là L134. Đấy, lên sau em lên rồi ạ. Chị nào vào chậm mình tua lại like giúp em nhá. Eo ơi, xinh. Eo này, cái màu xanh. Ôi, cái màu xanh của tui. Màu xanh bắt ngát trời mây. Đây, con L7 màu xanh của các chị gái đây. E7 em còn... À, E100 em lại còn mỗi size to em xả hết cho mọi người. Ok chưa? Nha, yeah. Chị nào hôm nay săn được. Sướng. Sao em mà xảy đi? Đó, chị mong em ơi, L7 cho em và kèm số điện thoại cho em. Hôm trước chị nào mua được giá kia thì mình cũng hoan hỉ cho em nhá. Hôm nay em lại đã máu thì đừng ai có thể cản giá được. Đó, chị ơi, L7 cho em ạ. Hơn 100.000 tí nước eo thôi, 109.000 đồng một chiếc. Các chị thấy mê không ạ? Các chị đã thấy mê chưa? Các chị đã thấy mê cuộc đời chưa các chị ơi? Chất co giãn cho em, theo logo xịn sò. Đấy, cái hình của nó cho em này. Đấy, đây cái tay của nó cho em. Dã man, kinh khủng khiếp nhở. Ê ôi, khoác dạ em còn nhá, tình yêu ơi, nhìn cái con L7 của em nó tự nhiên nó đắp vá nhá, vậy đẹp không? Quá xinh, quá đẹp và quá xịn sò. Em có sẽ có một cái mã chiên cho các chị nữa. Ấy, L194 cho em xả cái. Đổi cho chị sang một kem zoom. Rồi chị thích đổi màu gì cho em đều ok. Giá cho các chị là bao nhiêu tiền ạ? 100. Không phải là 160.000, là 109.000 cho em. 60 cân trở về cho em nhá. Màu rất tay đúng không? Cơn mưa bão á chị ơi. Áo sau em lên rồi mình xem lại lại giúp em được không? Đấy, 65 cân trở về cho em ạ, chất len. Có chị nào nhấn con L7 này nhé em lái chưa? Cho em xin phản hồi các chị nhá về cái độ đẹp này. Ê ơi, 109.000 đồng, không hề bị đụng hàng với ai. Mặc gọi là chỉ mình các chị một mẫu giống như em thôi. Chị nào mà thích kiểu này mình chốt cho em quả này. Eo nó còn hơi xẻ tà chứ. Nó hơi xẻ tà như thế này thì chết rồi các chị ơi. L7 và kèm số cho em 109.000 nhá. Không nghe nhầm một tí tẹo teo nào. Đấy chị ơi. Em ơi, đơn giản nhẹ nhàng, xinh gái, quá chuẩn và quá đẹp. Rồi em qua mẫu cho các tình yêu luôn. Cứ comment đúng mã cho em là gì? L1. Mấy nhở? À L7 thôi. Ngắn gọn là L7 cho em, nhiều khi em không nhớ luôn. 109.000 cho em nhận hàng các chị sướng đời. Anh ơi cho em mỗi một màu ở trong cái cục cho các chị xem cái hàng nhà mình đi. Không biết các chị lại bảo sao con này nó bán rẻ thế. Sao nó lại bán rẻ thế đâu các chị, như thế này thì chết. Có phải là mới ngủ dậy nó mơ mơ không? Không, không phải đâu. Em thích thì em bán giá này thôi. Ok chưa? Mình nhà em một giá nữa nó vui, không chơi với ai cả. Rồi, hay lắm. Hay lắm. Cho vứt hết ra đi. Vứt hết ra để mà xếp màu quán cho. Comment đúng mã cho em là L7 nhá. Quen sơ ly mọi người mã này L7 ạ. Hàng của em này, từ bên Trung Quốc nó về là như thế này nha. Màu xanh nó cũng như thế này. Chứ không phải là từng cái một hàng si hàng kiện đâu. Chẳng qua em bán rẻ thôi. Đấy, chị nào tin em thì mình chốt nhá. Đây, em bóc một cái trong túi cho các chị kiểm chứng này. À, chưa thấy gọi mãi và chưa thấy giao hàng. Mình cho em xin số được không? Tí nữa em 100 em xả nốt ok không thích nhiều. Tí nữa em 100 em sơ nốt nhá. Lên vải len, đợi em một tí em sẽ tập hợp nhân lực lên vải len cho mọi người. Còn bao nhiêu vải len em sale nốt. Vải len hơi hiếm tại vì năm nay em nhập ít. Năm nay nhập rất là ít luôn. Đây, đó, các chị thấy không? Quá đẹp đúng không? Quá sang, quá sát là vui luôn. Vui quá sát là vui luôn. Đồ của nào ấy. Rồi L7 cho em. Em cứ lấy lại cho em là có đơn L7 ạ. Chị nào lấy L7 mình lên đúng mã cho em nhá. Nãy giờ chị lên đơn con này như mưa rồi. À, em ơi cho luôn cái con áo gió này cho máu đi. Đấy, con áo gió đấy, con áo gió xinh xinh cho các chị máu luôn này. L7 cho em nhá. Mới ngủ dậy nhưng mà vẫn có tinh thần chiến đấu cho các chị luôn. Đấy, con này có mã cho em. Con này thì ở ngoài ạ. Các chị mua ở đâu được? Một cái bản hàng Quảng Châu đẹp cho em như thế này. K2 à? Ôi dồi ôi, cái con K2 này thì chết rồi. À, cho chị hai cái mã phong đắt vào đây luôn nhá. Này cho lên, tí nữa chị bán luôn. Em chào chị Thanh Thanh Bình. Ôi dồi ôi. Nó đẹp quá chị ơi. Thủ máy là xịn rồi. Đẹp. Nó đẹp từ cái túi nó đẹp đi đó chị ạ. Con áo gió này các chị lại ngất với em rồi. Đúng không? Con này từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn cho em nhá. À chưa thấy gọi điện chốt đơn cho em xin số được không? Cái con này có dưới 65 cân các chị chốt. Ê cái con này hết hồng rồi em. Con này để chốt hồng đã. Con em 18 ấy cũng còn á. Trời ơi, một con áo gió á. Đốn tim các nàng chưa? Áo này nhiều khi nó còn ấm hơn cả áo phao ấy chị. Áo này đẹp cho em nha. Đấy. Con áo này ấy chị phải lên gấp cho em. Không nó mới bảo chị là ca mấy nhở? K2 à? Em ơi tình yêu ơi, các chị cho em xin một nước chấm về cái con này nhở.
Cái con K2 của em các chị cho em xin một nút chấm cho em các chị ơi. Eo cái này còn nó cả chưa cả cắt cắt cái lỗ cho em để rút tay vào cơ các chị ơi. Comment đúng mã cho em là K2, một trong những cái bản áo hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. Con này sẽ có hai màu cho em là màu xanh và màu kem. Cái này từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn. Lên đúng mã áo gió cho em, nó đúng là hàng gió đẹp mê ly ạ. Ví dụ như mà Tết ấy ạ, nếu mà có nắng trời hưởng nắng á, các chị mặc cho em những con này. Hoặc hôm nào mà nắng mình mặc cho em những con này chống nắng các chị tuyệt vời. Em chỉ có mỗi một size là size L. Cái này chỉ có mỗi size là size L cho em, mã K2 cho em. Vừa bán vừa kỷ niệm hai lớp cho em này. Em đang đuôi tôm ở đằng sau. Ai các chị nhìn em một cái bản áo gió này. Thị trường đang bán 4-500. Em lại bán cho các chị nửa giá thôi, hơn 200.000 một téo. K2 và kèm màu cho em các chị những cái bản cho em hàng hai lớp nha. Đây. Vạch áo luôn cho các chị luôn, từ 40 cân đến 60 cân mà em bán tặng nữa mọi người, 249.000 một chiếc. Con này số lượng có ít. Chị nào mà nhanh tay thì mình săn được, mà về mình sờ cho em thì mình cảm nhận cho em là độ nó sướng. Sờ và mặc áo lên ạ, K2 và kèm màu cho em 249.000 một chiếc áo gió đẹp cho em như thế này. Đấy, các chị thấy không? Con này nhìn là yêu nghiện luôn và mặc lên là phê, 249.000 một chiếc. Ôi, bằng các chị mua một cái áo phông không? Cái này mặc cái gì cho em cũng đẹp nhá. Hai màu cho em là màu kem và màu hồng. À, màu kem và màu xanh. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy ạ. Đấy. Vâng, ok chị yêu luôn này, cái mũ cho em này. Đó, các chị đội cái mũ này vẻ nó xinh không? 249.000 con áo gió ngon lành cành đào. Đây. Hàng Quảng Châu cao cấp nhá. 398 tệ không ít đâu các chị ơi. Con K2 của em, các chị nhìn cái cúc cho em này. Từ cái cúc, từ cái form cho em nhá. Gió nam em không có người đẹp ạ. Đấy, chị nào lấy K2 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Có màu kem và có màu xanh. Nói chung con này là đỉnh rồi. Con này mà chị nào mua ở đâu mà dưới 300.000, gửi lại hàng cho em luôn. Đẹp đúng không? Đằng sau cho em này, xuất sắc luôn. Cái này nó còn chưa cả cắt khuyết. Chị nào lấy K2 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 249.000 một chiếc. Ấm gọi là ấm mê ly cuộc đời. Chất nó dày, nó mịn, nó đanh mà nó bo gấu cho các chị này. Đấy, nó bo gấu cho các chị như thế này. Không một tí chỉ thừa nào luôn nhá. Chị nào lấy K2 mình lên đúng mã cho là ok. Giá cho các chị là 249.000. Đó, xinh chưa? Đấy, chị nào lấy K2 thì mình chốt là K2 cho em nhá. 249. Rồi em qua mã luôn em ơi. Này, mau lên mau khẩu chị vẫn lên cái bộ này cho các chị gái luôn. Bộ này của em có mã là M100, hình như là mình còn mỗi size to nhỉ. Bộ M100 này em còn mỗi size to. Tức là khoảng độ cho các chị là từ 40 cân đến khoảng độ cho các em từ 53 cân. Bộ này khoảng độ cho các chị là từ 53 cân đến khoảng độ cho em là 65 cân mình chốt đơn nhá. Từ em ơi, sâu dồn vào cho chị cầm một móc thôi. Bộ này từ 40 cân đến khoảng độ cho em là các chị dưới 65 cân. Bộ này em vừa bán vừa tặng vừa xả hết rồi các chị ngày hôm nay. Bộ này các chị phải lên mã gấp cho em là E100 và kèm số điện thoại cho em. Cái này từ 40 cân. Không, từ 40 cân thì rộng. Bộ này khoảng độ cho em là các chị từ 53 cân đến khoảng độ cho em là 65 cân là mình chốt đơn cho em. Ok chạ, mã này mình sẽ lên đúng mã cho em là E100. Thôi hôm nay em xả nốt cho mọi người nhá. E100 và kèm số cho em. Còn mỗi size to. Nguyên cả một cái bộ đẹp như thế này. Hôm nay em lại vừa bán vừa tặng vừa tri ân cho mọi người. Giá rất là rẻ. 40 cân đến khoảng độ cho em, à không, từ 53 cân. Size này có mỗi size to. Từ 53 cân đến khoảng độ cho em là 65 cân. Bộ này ít tè là nhẹ nhất. Là các chị mua ở ngoài bộ này là phải rơi động cho em là hơn 300.000. Hôm trước em bán là giá 149.000. Hôm nay còn mấy bộ nữa, em xả nốt cho các chị 85.000 một cái bộ thêu phụ kiện đầy đủ xịn sò cho em như thế này. Tại vì nó còn mỗi size to, mình có thể mua cho mẹ mình cũng được, mua cho các cô, mua cho các bà, nói chung là thoải mái cho em. Có size nhưng còn mỗi size to nhé mọi người. Hoặc các chị mặc đều rất là ok cho em. 85.000 một cái bộ đỉnh như thế này cho em này. Màu cho em màu này là màu đỏ đô nhá. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu hồng. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu vàng. Màu vàng cho em. Theo thì nó sẽ khác nhau nhá mọi người ơi. E100 có chị nào nhận được hàng chưa ạ? 85.000 đồng một bộ cho em. Mặc sướng đời chán chê thì mình bỏ đi các chị nhá. Cứ lên đúng mã cho em là E100 là được. Màu thì mình chọn ngẫu nhiên cho em, chứ còn size bây giờ thì không còn đâu các chị ơi. Size nó còn size to, thế thật sự em bán 149.000 mà bây giờ em xả 85.000 là các chị biết lỗ như thế nào. Ok chưa? Cứ lên đúng mã cho em là E100 và kèm số điện thoại cho em. Áo em mặc có cả màu xanh nữa nhá. Eo cái bộ này xinh quá rồi các chị ơi, 85.000. Rẻ, vừa bán vừa tặng vừa chi ân nốt. Đây các chị này. Quá xinh quá đẹp như thế này cho em. Bộ quần này là ống suông ạ. Các chị đã lên đơn con này quá nhiều. Có chị nào hôm trước mua được bộ này chưa ạ? Với giá là 85.000 cho em nhá. 85.000 các tình yêu ạ. Nó nặng lắm, nó siêu nặng luôn. Cầm trên tay mà nó sướng đời đây. Không thể thiếu tất cả các tông màu cho các tình yêu này.
E100 màu đen này, E100 màu tím than này, E100 màu cam cho em này. Màu này là màu bò này. Màu này là màu hồng cho em này. Đấy. Và màu này là màu vàng cho em. Mua hàng cái nào cũng thích à. Thank you các chị yêu. E100 và kèm màu cho em giá sale hôm nay 85.000 đồng. Ôi giời ơi. Chết dở rồi các bác ạ. À. Sale như thế này thì làm sao được. 85.000 cho em một bộ nhá. Cái bộ này 55 cân chị ơi. 55 cân đẹp nhất khoảng độ 55 cân đến 65 cân mình chốt đơn cho em. Ôi nói chung bộ này các chị làm lấy mấy bộ. Khách nhà em mua rồi lần nào em ơi bán E100 đi. Lên 100 em ơi. Đó đây. 60 cân mặc đẹp chị ơi. Từ 54 cân. 54 cân đến cho em là 65 cân là các chị chốt back select luôn cho em. Giá cho các chị là bao nhiêu tiền ạ? 85.000. À này hôm trước mua 149 là các chị biết rồi. Bây giờ em lại sale nốt là E100 nhá. Áo phía sau em là 215.000 là 144 ạ. Thoải mái cho em chị ơi, bụng to bụng bé đấy nha, em là thon như con kiến luôn. Được chưa? E100 và kèm số cho em các chị toàn lấy 2 bộ thôi. Em nói thật không bao giờ một cái bản này nó bán được các chị 85.000. Em nói thật, nếu mà bây giờ bèo nhất ấy nó đã bán được các chị anh ơi vứt cho em cái bộ này trong túi đi, để cho các chị xem. Ít nhất các chị đang mua con bộ này á là khoảng độ cho em là 150.000 đến 200.000 một bộ. Nếu mà là mua giá sale. Tại vì bộ này á nó là bộ thêu nhá mọi người, tất cả họa tiết cho em là thêu. Và các chị để ý cho em này, có thể là cái thêu như thế này. Thêu ở nắp túi cho em như thế này, được chưa? Thêu ở nắp cho em như thế này mình hai bộ, phải không cho em là xin số á. Cứ E100 em ơi, hai bộ rồi làm sao em chốt đơn rồi cho các chị đây. Comment đúng mã cho em là gì? E100 và kèm số điện thoại cho em. Mình thích màu gì mai mình báo với các bạn bên em và em cho các chị xem cái hàng của nó là như thế nào nhá. Áo sau của em là 215.000 ạ. Đây. Các chị nhìn cái bộ của em này, em mở trong túi ra cho các chị xem một bộ đi. Bộ này nói chung là rất là nhiều mã cho em, 65 cân vừa đấy ạ. Khách hàng em 48 cân thì cũng sẽ là mình sẽ bảo nhân viên thì em lựa cho các chị cái size. Nếu mà các chị thích quá, nhưng mà em không khuyến cáo 48 cân, mình có thể cho em. Giận tím người đang bán hàng rất trả khoải đây. Ớt đu duyên. Em 100 cho em các chị ơi. Giá bán cho các chị là 85.000 thôi, rồi cơn mưa bão rồi các chị ơi. Em chỉ có 1.000 bộ thôi nhá. Chốt thêm 1.000 bộ là em nghỉ đấy, em không chốt thêm đâu. Anh kiểm tra em các chị comment được bộ này là bao nhiêu rồi để ngừng đi. Em 100 và kèm số cho em nhá. Em ơi bán cho các chị 85.000 bao giờ các chị nhỉ. Này, cái quần cho em chưa một chị nào chê về cái này. Chưa một chị nào chê về cái bộ này. Em thề với mọi người chưa bao giờ bán chê về cái bộ này. Và chị nào hôm nay hai chị nhá, có lượt chia sẻ nhiều nhất, em tặng cho hai bộ len để mặc cho ấm nha các chị ơi. Đấy, đằng sau cho em là L134 chị ạ. E100 các chị nhá, bộ này em có ít thôi. Chị nào mà nhanh tay thì mình săn được, mà chậm tay thì mình hết hàng đấy ạ. Rồi chị Hà ơi, không có số là ngày mai em liên lạc với các chị bằng cách gì? Nhìn bộ cho em này. Ôi cơn mưa bão rồi các chị ơi, nhiều màu các chị ngắm nghía cho em nhá. E100 màu hồng, màu vàng tươi, màu tím than, màu cam cho em, rất nhiều họa tiết nhá. Mình chọn màu giúp em thôi. Màu đen này, màu đỏ đô cho em này, màu vàng bò cho em này. Đấy. Lên đúng mã cho em là E100 và kèm số cho em là được nhá mọi người ơi. Đây em cho các chị xem vật chất luôn. Em cho các chị xem vật chất luôn. Nãy giờ toàn 2-3 bộ như thế này thì chết rồi. Đây ạ. Áo khoác em mặc em chẳng biết là trên gì, chất gió cao cấp. Nó là hàng gió đẹp ạ. 249.000 cho em ạ. K2 62 cân vừa cho em ạ. Áo cao cổ sọc đi đấy, comment cho em là L134 nhá. 215.000 một chiếc, đẹp lắm. Ở chung chất đẹp. Các chị nhớ cho em để lại số em với. Mình không có số em không chốt đơn được đâu mọi người ơi. Eo ơi, một cái bản hàng các chị ơi. Cầm trên tay một cái bộ quần áo mà ngỡ như mình đang cầm một con áo len hay một con áo dạ mọi người. Nó đỉnh quá. Này, em có 1.000 bộ nhá. Các chị toàn chốt cho chị hai bộ liền này. Hai bộ. Sáng mai bên em chốt gọi điện luôn cho mọi người. Cho chị hai con phao cao cấp nhá. Phao cao cấp với con hơn 300 đấy, cho các chị đấm máu đi. Này, quẩy cho tinh thần, nhưng mà có 26 cái thì không chốt đơn được đâu. Phao cao cấp mà bảo 24, 25 ấy, nó to 25 mà mình đếm có 24 cái màu hồng ấy. Đây. Đấy, ok chưa? Bộ này là em tặng cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nhá. Phao bé trai em không biết ạ, nặng lắm ấy chị. Làm cho em hai bộ mà mặc, em nói thật. 85.000, 85 nhân 2 là 170 à? 170 phí đến là 30.000 đi. Thì là thành 200. 200 thì cũng rơi vào khoảng độ các chị 100.000 một bộ. Mà được một cái áo, được một cái quần, mình tính ra là 50.000 cái áo, 50.000 cái quần. Mai mấy giờ thì em chốt đơn? Từ 8 giờ thì em đã gọi cho các chị không? Có nhiều chị báo thức từ 7 giờ đã gọi là kiểu các chị đi làm ấy. Gọi trước đi.
báo cho em là em ơi gọi trước cho chị hoặc là cho chị gửi đến chị đấy. Ok, cho các tình yêu cho em cái bộ này này. Thường thì em cũng không biết là rơi động từ khoảng bao nhiêu. Bộ này từ tầm 53 cân nhưng mà ít nhất em thấy các chị phản hồi rất là nhanh. Khoảng độ cho em thì miền Bắc thì khoảng độ cho em là 1 đến 2 ngày. Miền Nam thì 3, chậm lắm là sang ngày thứ 4. Hầu như là chỉ có 2-3 ngày thôi, tại vì em xếp qua GT cho mọi người để ý cho em ạ. Khi mình nhận hàng là nhà em gửi qua GNT, không gửi qua bất kỳ Viettel, Bưu điện hay là bất kể cái gì ngoài GT. Mình cứ kiểm tra em có phải là GT Express không, được chưa? Là mình nhận hàng cho em. Ok cho mọi người ơi, đẹp đúng không? Dã man luôn, đằng sau lại còn nâng mông như thế này nữa chứ. Mẹ em có hai bộ nha, mặc cái này ấm cực kỳ cho em rồi, em lái qua mẫu nhá. Không có chị lại chốt đơn con này, ngày mai không có hàng bù. Đó, xinh chưa các chị? Đúng rồi, em cũng xả sớm, em nghỉ Tết sớm, năm nay chắc chắn là nghỉ Tết sớm rồi. Năm trước các chị nào, năm sau 29 Tết em mới bắt xe về. Đó, ok chưa ạ? À, tí nữa quần bò lên nốt nhá. Tí nữa quần bò lên nốt cho mọi người. Rồi, em 100 em và kém số là ok. Giá cho các chị là 85.000 một bộ. Đây, em ơi cho chị con gấu bắt cam mới, con gấu mới đấy, con nỉ gấu mới. Đúng rồi, comment đúng mã cho em là em 100 nhá. 85.000 em chơi tất. Ở chưa? 85.000 nhá. Lên con gấu này cho em này. Con gấu này đủ màu chưa? Trời ơi, con gấu này xinh quá, con nỉ gấu của em xinh. Xinh ơi là xinh con này. Con này có ít thôi các chị ạ. Rồi có 2 màu. Có bánh nhờ, có 2 màu. Ai là lại còn trừ lại 2 màu để làm gì? Em là cô gái hay mộng mơ. Em là cô gái hay mộng mơ. Xinh xinh cho các chị đằng sau cho em này. Theo logo xịn xò cho em nhá. À có con K2 các chị nhìn cho em này. Hàng của con K2 là nó nằm trong cái túi như thế này nè. Đó. Con K2 là nó nằm trong cái túi như thế này cho các tình yêu nhá. Cái con áo em vừa mặc ấy. Nói chung nó là hàng Hồng Kông cao cấp. Đó, đi đôi với giá tiền nhá mọi người ơi. Đấy. Chị ơi, cho em xin số đi ạ. Không, em đâu có xinh đâu. Em là xấu nhất nào rồi các chị ơi. Con này từ 40 cân đến 65 cân. Các chị chốt đơn cho em con gấu panda này của em nhá. Đây, đằng sau cho em là theo logo cho em như này. Có màu cho em là màu nâu, màu kem, màu hồng và màu xanh. Cho chị xin mã luôn nhá. Kèm cho chị mỗi một cái nằm trong cái túi cho các chị xem hàng nhà mình đi. Cứ về sâu hàng trước và đến nơi các chị nhận hàng mở ra hàng cho em phê. Đúng rồi. Áo K2 em mặc có túi trong không? À để em xem có túi trong không nha. Hình như là không bác ạ. Ít khi gió nữ nó làm áo trong lắm. Ê, bộ em đang treo lên tình yêu ơi. 85.000 một bộ. Để em kiểm tra nhá. Em nó có làm túi trong không? Eo đẹp ạ. Cho chị mỗi màu một đây đi. Ok, không có túi trong tình yêu ơi. Nó chỉ có cái mác như thế này thôi. Không có túi trong. Comment là L134 cho em nhá. Đẹp nhở. Eo ơi. Xuất sắc các tình yêu ạ. Rồi, lên áo này cho em 63 cân em chơi tất quả này cho các chị. 4 tông màu. Xanh, hồng, kem, nâu. Con này từ 40 cân đến khoảng độ cho em là khách hàng dưới 65 cân các chị chốt đơn cho em. Đằng sau toàn bộ là thêu cho em và tất cả bên trong là trần bông. Tất cả bên trong là trần bông cho em như thế này mọi người nhá. Đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết ạ. Tất cả bên trong là trần bông cho em như thế này. Nờ mà em ơi. N46 cho em. Khoác là K2. Comment đúng mã cho là N46 ạ. Khách hàng mua toàn hơn 3-400 đúng không? Phục vụ cho các chị luôn ạ. Chị nhận là B28 đấy, xuất sắc. N46 và kèm số điện thoại cho em lại. Hàng nó đẹp xinh lắm các chị ơi. Màu xanh dương em các chị này. N46 và kèm số cho em nhá. Đấy chứ ạ. Em bán tặng nữa các chị là 189.000. Mang ngay con này về nhà cho em. Đúng không ta? Đúng rồi. Ôi ôi em. Thôi em bán tặng các chị đi. 189.000. Nhưng mà em nhìn giá lại quên mất là 199 thôi. Lỡ rồi, 189.000 cho em. Nhưng mà về mình kiểm tra giá cho em là 199 nhá. Đang hơi hoa mắt tí. N46 cho em lại ạ. Con này không xinh mới là lạ. Con này không đẹp là không lấy tiền nha. Em ơi, xinh kinh khủng khiếp cho em luôn các chị ơi. 189.000 đồng một cái bản áo nỉ trần bông. Hãng mi nhá, không bán hàng mớ vẩn. Đây. Đấy, chị ơi nhìn cho em bên trong là tất cả là trần bông cho em như thế này, nó đẹp. Chị nhà N194 và mũ rồi đẹp lắm, thank you chị yêu ạ. N46 á chị ơi, đừng có comment lệch ạ. N46 hộ em, màu em nó mặc là màu nâu nha. Màu nâu á chị này, bộ sau em 85.000 là em 100 các chị ơi. Rồi, màu này các chị sẽ chốt cho em, màu này là màu xanh dương đúng không? Màu xanh dương cho em này.
Ấy, đằng sau là thêu cho em như thế này này. Đấy, xinh chưa? Em ơi, xinh lắm ấy, tay để tay thêu này. Đâu rồi, thêu bên đây chứ, quên. Thêu bên đây đó chị nha. Đây, con N46 em đủ mấy cái eo rồi. N46 cho em. Đẹp kinh khủng khiếp cho em như thế này. Bao nhiêu tiền ạ? 189.000 cho em hả? Nó nặng. Mặn nặng và chắc tay như thế này. Được chưa? Mặc dù cái này cao hơn ấy, cái gan này cao hơn 10.000. Nhưng mà em quên vẫn bảo cho các chị là 189.000 thì ok, vẫn 189. Màu cho em là màu nâu này. Màu này mình chốt cho em là xanh ạ. Màu này mình chốt cho em là màu kem. Hãng mi nhá. Chị nào mà chưa biết hãng mi là hãng gì cứ search cho em là M. Đấy, nói chung là cứ search vào tao bao ấy, mình search cho em. Đúng rồi, đơn ngoài địa là đi rồi chị ơi. Áo cao cấp là 249 thôi chị ạ. Màu này mình chốt cho em là màu xanh lá đi. Đấy, mình thích N46 màu nào mình chốt cho em. 189.000. Nói deal, à quên, nói deal mất lộc luôn. Em đang nói là cái này là không nói nói với hàng xưởng nhá, không nói chung với hàng xưởng nhá mọi người. Hàng xưởng rẻ lắm, hàng xưởng chỉ có mấy chục nghìn thôi, tám mấy nghìn cũng có. Nhưng mà em không, em thích bán hàng đẹp cho mọi người. Các chị nhận hàng đẹp, các chị cũng thích mà em cũng sướng, đúng không? N46 cho em đằng sau thêu. Thêu này là thêu nổi cho em là nhá. Đây, 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 các chị để ý cho em con thêu này, không về nhà lại thắc mắc là vì sao. Đây, đây các chị nhìn cái bản thêu của em này, đẹp chưa? Nỉ nó mặc nó ấm á, nhân viên nhà em đứa nào cũng thấy. Tính toán đứa này lấy, đứa kia lấy. Màu nỉ nào cũng muốn mua, mua luôn đi chị ơi, không hết đấy. Thật sự bây giờ khan lắm, chị nào mà không chốt nhanh là em hết hàng. Nhá, em ơi xong rồi chị lên một mã quần jean nhá. Ôi dồi ôi chị ơi, tôi bấm kính là không lên. Tôi bấm kính là không lên giá nữa. Ê ôi các chị ơi, kinh khủng lắm, khách hàng không biết thôi. Chứ bây giờ quần áo nó còn lên nhanh hơn cả vàng ấy mọi người. Sau một đêm không có hàng mà từ buôn có 450.000 nó nhảy lên 500.000 các chị ạ. Là các chị biết cái độ của nó như thế nào nhá. Đây là em không tăng giá đấy. Chứ còn tất cả bây giờ đều tăng giá. Chị nào đi mua là chị biết. Hoặc chị nào đi ra shop mua thì không biết là nó tăng như nào. Đấy, chỉ cần lên ra chợ mua cho em. Và chị nào rảnh mình ra chợ mình mua hỏi nó xem. Còn đúng là sau một đêm là nó lên hơn 50.000 đâu. Cái gì cũng tăng giá nói chung bây giờ. Tôi bóng lên là 20.000 một con. Lại lên 20.000 rồi. 20.000. Eo ơi, không có hàng đâu. Còn chị nào mà trần trừ hỏi em ơi đi đâu mua, em ơi cái này giá bao tiền là hết hàng. Được chưa, ông 100 mẫu đi. Không là ngày mai đó chị nả đơ là em chết dở đấy. Rồi, qua mẫu cho các tình yêu luôn. N46 hộ em. Dinh ngay 189, nó không đơn giản nhá. Người đằng sau nhìn đã thấy đẹp. Tò mò, ui sao bạn này có kéo đẹp thế. Lại nhìn lên đằng trước luôn, lại có cả gấu thêu như thế này nữa. Xinh vô cùng luôn, rồi qua mẫu luôn. Qua mẫu nhà các chị ơi. Em toàn bán đồ đẹp, thank you các chị yêu. Cứ phải bán cho các chị đồ ăn chắc ăn. Còn thì hút đi, hôm nay em về thêm mã mới đấy. Tí nữa có lên nhá. Hôm nay chị nhận hàng, ok lắm, kết luôn à. Rồi ok, em cảm ơn chị Hương. Rồi ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À dạ, N46 cho em nhá, sâu màu như này. Chị nào thích màu nào mai chốt cho em màu đấy, nặng lắm. Con này mà em cầm nữa là gãy tay ấy các chị ơi. Rồi, con này là N46 cho em ạ. Rồi, cái chị nào mà đang còn vấn vương là tò mò là vì sao mà em còn lên giá rẻ như thế thì mình chốt nhanh là không hết hàng nhá. Ngày mai hết em cũng phải dáng chịu đợi hàng sau rồi. Hết hàng luôn. Rồi, ok, lên mã khác cho em nha. Rồi, cho chị lên con F mấy đi. F3, con F3 này hệ thống còn không? Ơi con phao đấy còn không? Cho chị đây lên con này trước đi. Keo dày cả. Ơi. F11 cho em, rút dây bên trong. Ở đây rút dây bên trong. Áo này là siêu cấp có 24 cái. Không một cái thứ 25. Vì sao mà em không lên giờ này? Tí nữa mà lên là em hết hàng nhá. Con này là mã gì em nhỉ? F11 cho chuẩn bị cho chị con áo lông đi. F11 cho em là nhá. F11 cho em ạ. Con này từ 40 cân đến 60 cân khách hàng chốt đơn. Con này thì khoảng độ cho em là 24 cái á. Không có cái thứ 25 rút eo ở trong cho em nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp. Nhận hàng mà cứ bảo em là hàng này hàng may. Em cho các chị gửi lại hàng luôn mà không cần thanh toán tiền đâu. Vì là đấy là gọi là lừa dối khách hàng đúng không các chị? Ai rút eo đến đâu rút đến đấy cho em nhá. Xem shop bán tốn tiền lắm ý. Thôi chết dở rồi. Em cũng bán, em cũng tốn tiền chứ bộ. Comment là F12 cho em. F11 à? Có đúng 24 cái và không có đến 25 cái nhá mọi người. F11 và kèm số cho em 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em ạ. Gió duy nhất một màu vàng ạ. Cái này em không có nhiều, 24 cái và em sale rớt mọi người 319.000 hàng Quảng Châu. Được chưa? 319.000 cho em, N48 là 189.000 chị.
Chị 46 cân mặc đẹp cho em là luôn, không cần nói là từ tầm 55 56 cân ở số là cái cân nặng này các chị đi mua đồ của em rất là dễ luôn. Đấy, cái tầm đấy cho em nhá, đồ nhà em không có sai, không phải hàng thiết kế. Nên là có thể cái tầm cân này các chị về mặc theo công cách nào cũng đẹp. Con này mình sẽ chốt cho em là F21. À đâu, F11 sorry, cái mồm. F11 cho em. Thì mới bỏ bao tiền nhỉ? À 319.000. Áo này là siêu cấp cho em nhá. Rút dây ở bên trong ạ. Nên người ta sẽ không để ý là các chị eo to hay bé nha mọi người. Rút dây bên trong cho em này. Đó, mình ăn ra mình thích rút bao nhiêu thì mình có cái dây trong đây. Hàng này chuẩn hàng đẹp, chuẩn hàng cao cấp. Được chọn có 24 cái đúng rồi. Không phải đến cái thứ 25 đâu. Mọi người mà không nhanh tay là hết nhá. Em có 24 cái thôi, biết tính bây giờ. Tại hàng ấy, tại Trung Quốc nó chơi bẩn ấy các chị. Thấy mình bán được, bây giờ nó bảo là khan hàng. Đấy, sau em ở Bắc Ninh nhá, xinh chưa? 319.000 cho em, hàng siêu cấp. F11 cho em ạ. Hôm sau mình đi chơi Noel, mình diện cho em một cái áo này. Mình mặc với quần da, chân váy ạ. Sau đấy mình chụp ảnh cho em phu dáng thì rất là đẹp luôn các chị nhá. Xinh cực kỳ, mũ lông tháo rời cho em. Con này có 24 cái ạ. Kéo khóa cho em thoải mái, tuyệt vời như thế này. Lên áo Burberry à, rồi em sẽ lên áo chám luôn. Chị nào lấy con này mình cứ chốt là F11 cho em. 219.000 đồng à, 319.000 à, F11 cho em nhá. Chắc rất là đẹp. Melly các chị nhá. Thôi chắc quá mẫu luôn em ơi. Có mỗi màu này thôi tình yêu ạ. Đưa chị cái màu hồng nhé. Đấy, đưa chị cái màu hồng luôn này. Cái áo này còn ít nha mọi người. Con này là F7 nhá. F3. Áo phao này còn ít. Áo phao này em còn ít, mỗi màu còn 5 cái em lên mã nhanh. Chị nào là F3 mình chốt F3 cho em nhá. F3 và kèm số cho em một con áo phao đẹp như này. Mũ lông tháo rồi. Ở ra. F3. Chị nào là F3 mình lên đúng mã cho em nhá. F3 cho em màu hồng ạ. F3 mình chốt cho em màu này là màu đen ạ. F3 mình chốt cho em màu vàng. F3 mình chốt cho em là màu ruốc. Màu xanh và em xả nốt cho các chị là 145.000. Hàng 180 có quần bò luôn. Ở ra. Chị nào là F3 mình chốt là F3 cho em 145.000. Cái này sẽ có hai loại. Nếu mà chị nào để ý hơn thì sẽ có shop bán chỉ có 120, 130. Nhưng các chị để ý cho em này. Lót bên trong nhà em là tất cả đều là vải Burberry. Chứ không phải là cái vải xấu xấu người ta, cái vải lậu ấy. Cái vải mà người ta dùng không hết, kiểu người ta cắt một cây vải nó bị dư ra, người ta đắp vào đây nhá, không phải. Ở cho cái này là em đặt hàng từ tháng 2, tháng 3. Ở cho 145.000 cho em mã F3. Chị nào lấy F3 mình lên đúng mã cho em, không đẹp gửi lại hàng cho em ngay và luôn. 40 cân đến khoảng độ 60 cân các chị chốt đơn. Con này em có ít nhá. Màu F3 màu hồng cho em này. Đấy, F3 màu này mình sẽ chốt cho em là màu ruốc, được chưa? F3 màu này mình chốt cho em là màu vàng, 145.000 một chiếc, màu vàng cho em này. Mũ lông tháo rời cho em nhá. Sờ chất nó rất là mềm. Đấy. Phao nam em không ạ, màu đen ạ. Màu đen cho em này. Đấy, chị nào lấy F3 màu nào mình chốt cái này em phải lên mã nhanh và qua mẫu nhanh. Và cuối cùng nữa cho em là màu xanh. Đấy, màu hồng cho em. Màu đen các chị nhá. Màu vàng, ui con này ấm lắm. Màu ruốc này. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu xanh này. Đấy, tất cả các màu này cho em bán tặng nó khách hàng là 145.000. Ấm lắm mọi người ơi, đằng sau cho em như thế này. Xịn xò vô cùng cho em nhá. Đó. Phao dáng ngắn kiểu khác em còn. Chị nào lấy F3 mình lên đúng mã cho em là được. 145.000 cho em nhá. 145 ạ, F3. Màu nào cũng xinh đúng không các chị? Màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng xuất sắc luôn. 145.000. Đấy, lên sọc phía sau em lên rồi. Comment cho em là L194 ạ. Ấm lắm các chị ơi. Ấm kinh khủng khiếp luôn. 1m67 không cộc lắm đâu tình yêu ạ. Cái này em chỉ đặt một size thôi nha các chị ơi. Đấy, lên áo len đi em ơi. Rồi áo len em thiên đường em. Thiên đường luôn. Đấy, được chưa ạ? Áo len. Chị ơi, cái đấy là chất len cho em nhá. Áo len thì phải là chất len rồi. Xinh quá, F3 màu xanh. Rồi màu xanh em mặc qua các màu là em qua mẫu nha. Màu xanh hay màu ruốc cho em này. Màu này mình chốt là màu cam hay màu ruốc cũng đều rất là ok luôn. 145.000 lần này cứ cao hơn, đắt hơn. Ông ơi áo sau là len ạ. Áo sau là len nhá các tình yêu nhá. Đây. Áo len cổ 3 phân. Áo len cổ 3 phân là em chưa về đủ màu đâu. Đây chị ơi, màu này là màu ruốc cho em. Màu ruốc cho em nhá, có len cổ lọ thôi. Đây, màu vàng nữa này. Màu vàng. Màu vàng cho em. Đấy. Và màu này mình sẽ chốt cho em là màu đen. Dưới 60 cân mình chốt đơn qua mẫu nhá. Qua mẫu. Nào. Sau đấy sẽ lên quần bò cho em. Lên một mã áo len siêu xinh. Một mã áo len siêu đẹp. Một mã áo len đang làm điên đảo cộng đồng. Một mã áo len là phê ly cuộc đời. Rồi các chị ơi, con len lông của em. Đầm len em có đấy.
Nhưng mà em ít, tại vì năm nay em nhập rất là ít đầm lem. Cái đấy còn một màu à? Sale nốt rồi các chị. Sale nốt để về quê. Đẹp quá ơi, chị ơi, con áo len lông cho em. Siêu deep, siêu vip, siêu đẹp. Con này, con này từ 40 cân đến khoảng độ khách hàng dưới 60-65. Móc cho chị màu đi em ơi. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em. Áo ra em mặc có 70.000 à. Rẻ lắm, có 70.000. Rất đẹp. Em phải mua mấy cái em mặc. Đấy. Đấy chị ơi. Từ 40 cân đến khoảng độ 60 cân mình chốt đơn cho em con áo len lông này. Siêu đẹp nhá. Áo len này các chị mặc chân vải ra đẹp hơn, tại vì em đang mặc quần da. Áo len này ở ngoài đang bán mua là 180.000, chứ đừng nói là bán lẻ nhá mọi người. Đang bán mua là 180 nhá. Con này các chị ra lên đúng mã cho em. Áo len lông này đang hot hot cực kỳ, L143 và kèm số cho em. Một con áo len lông thỏ hàng siêu cấp, hàng đẹp các chị ơi. Con này từ 40 cân đến khách hàng dưới 60 cân các chị cho đơn cho em. Màu kem này, màu này mình sẽ cho em là màu hồng này. À đã, màu này mình sẽ cho em là màu hồng nha. Và cuối cùng nữa cho em là màu trắng ạ. Từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Mã số cho em là L143. Thì mình đi mua hàng ở trên mạng ấy, mọi người sẽ có cái này. Mình sẽ mặc vừa, có cái mình sẽ mặc rộng. Không thì mình đi sửa cho em, hôm sau bên em hỗ trợ phí ship cho mình. Đấy, chứ không phải là giống như các chị ra cửa hàng, mình có thể chọn được cái mà mình in nguyên luôn. Đúng không các chị yêu? Comment đúng mã cho em là L143 cho em nhá. Vừa bán vừa tặng các chị luôn. Ra shop mua hơn 200 em lại bán luôn 169.000. 169.000 con áo này cho em. Ok chưa? L143 và kèm số điện thoại cho em. Có kem, có hồng. Tín đồ của chị nào là len lông thỏ đâu ạ? Khách hàng của em len lông thỏ đâu? Trời ơi, nó mềm, nó sướng. Màu trắng, màu hồng và màu kem. 169.000 cho em một chiếc ạ. Hôm nay đi xem mấy áo này, toàn 250.000 đến 240.000. Ok, chị bán cho các em 169.000. À quên đang nói bạn ở Facebook. 169.000 nhá. L143 cho em, áo này siêu hot. Em bảo rồi, nó đang hot. Hot cực kỳ đúng không? Nhưng mà nó đã đẹp. Này, cái chất len cho em này. Len lông thỏ ạ. Chị nào là tín đồ của len lông thỏ, những cái áo len mà cảm giác nó sới, rất là mịn, mặc lên cảm giác nó thăng hoa, để chốt ngay cho em quả này đấy. Khách nhà em nhá, các bạn học sinh ấy, là ở những cái chỗ mà bán đồ sinh viên thôi, đã là 240 đến 250.000 ạ. Cái này các chị về kết hợp cho em cái chân váy da, chảnh cực kỳ ấy mọi người. Kết hợp với cái chân váy da cho em thì rất là chảnh luôn này. Đây là em đang mặc cái quần da nó hơi bị cộc, nhưng các chị mặc cho em cái chân váy xòe xong mình sơ vin đây. Quá là tuyệt vời cho em. 169.000 có phải bằng 1/2 các chị mua ở ngoài không? Đúng không? Len của nó len lông thỏ cho em chứ bộ không phải len bình thường. Len bình thường em không nói ra, các chị nhìn cái tay cho em có độ bồng này. Cái tay của em có độ bồng cho em nhá. Mới lên một mã hoodie xong, nhưng mà thế là mới lên một mã áo nỉ. Thế là nỉ thôi, nó ngoài hoodie. Hoodie là phải có mũ. Mũ, có mũ mới gọi là hoodie nhá. Quên, sorry mọi người. L143 cho em chuyển màu trắng nhé. Màu trắng cũng đẹp. Năm nay cháy màu trắng đấy các chị. Len lông năm nay cháy màu trắng. Cái gì cũng cháy màu trắng luôn. Được chưa ạ? Màu trắng cho em này. Màu trắng các chị nhá. Có chị ơi, các chị cứ lên đúng mã cho em thôi. Trời ơi, cái màu trắng em yêu con này mà đi mặc Tết Noel. Eo ơi, cái màu trắng các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp đúng không? L143 cho em. Đấy. Đây này. Màu hồng cho em, màu kem cho em. Móc cho chị màu kem ớt. Đây. Tầm ta lưng 169.000 cho em nhá. 169.000 Q60 em còn, em chắc chắn sẽ bán lâu dài cho các chị mã Q60. Xinh chưa? Đơn giản nhẹ nhàng nhưng không có phần lịch sự và sang trọng. 169.000 cho em. Ai hàng của nó này. L143 cho em nhá. Chắc con này không có nhiều đâu, hàng này hiếm lắm. Hàng này về cứ phải đợi hàng lâu ơi là lâu. Ai bảo màu trắng không đẹp? Chị nào mà nhỏ nhỏ xinh xinh hay chị nào gầy một tí mặc cho em cái màu trắng này. Không hề bị bẩn một tí nào cho em nhá. Rất là đẹp, cổ cao cho em. Cổ cao nhá mọi người. L143 cho em màu trắng, màu kem và màu hồng. Tình yêu nào lấy màu nào mình chốt cho em, màu đấy là có đơn. 100 bao nhiêu ạ? 169.000. Ở ngoài khách hàng cứ mua cho em là 2 loét. Chưa nói kể hơn nhá, cứ mua giá trung bình là 200. Đúng ạ. Áo này ở ngoài đang bán mua là 180 rồi nhá các tình yêu ơi. Màu hồng cho em, màu kem ạ. Mặc nốt màu hồng em qua mẫu ạ. Con này các chị phải gấp nhá. Gấp khẩn cấp cho em thì mới có đơn đấy. Áo giữ nhiệt thì em hình như còn mấy con hay sao á. Áo giữ nhiệt thì như còn mấy kiểu á. Đây, màu hồng cho em các chị này. Màu hồng cho em đây nhá. Đấy, L143 cho em nhá các chị ơi. Màu hồng, xinh chưa? Rất là đẹp cho em luôn này. Eo ơi, cái màu hồng. Màu hồng tây thế chứ lị.
màu hồng quá, đây quá đẹp luôn. L143 và kèm số điện thoại cho em nhá. 169.000, 169.000 cho em màu hồng. Xinh chưa? Len đơn giản nhẹ nhàng mà vẫn là đẹp. Quá xinh, quá đẹp cho một em siêu phẩm này luôn. Màu hồng ai bảo không đẹp. Màu hồng hot trend. Áo len làm gì có sai chị, không có sai bao giờ hết. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em nhá. Xinh chưa? Màu trắng cho em, màu kem cho em và màu hồng cho em. Rồi em qua mã mã này nhá. Mã này có nhiều đâu, không có nhiều nha. Chị nào mà mua chậm con này là hết hàng đấy. Mua chậm là hết hàng. À, móc cho chị con này đủ màu đi. Con này mỗi màu 20 cái là hết. Con này em có mỗi màu 20 cái nhá. Mỗi màu có 20 cái con này thôi. Chị nào mà nhanh con này thì mình săn được. Còn chậm tay con này thì hết phần. Được chưa? Con này lúc trước em cũng bán rồi mà chốt đơn rất là nhiều. Chốt được rất rất là nhiều con áo len này. Bây giờ còn ít nữa. Em xả nốt. Em ơi xem những cái mẫu len tăm lông côm ấy, ở trong kệ á. Hôm trước lên cái mã xả tăm lông côm mà chưa hết à. Đấy. 40 cân đến 60-65 cân cho em xinh gái chưa. Con này hiện tại là có 4 tông màu cho em. Con này hiện tại cho em là có 4 tông màu nhá. À 5 tông màu. Con này mình sẽ chốt cho em là vàng. Có màu này là màu nâu, màu trắng, màu đen và màu ruốc. Con này từ 40 cân đến 65 cân. Con này là một cái con mà em đọc mã sau là em nhớ cực kỳ á chị. Đọc mã sau là nhớ cực kỳ. Con này á chị sẽ lên mã cho em lại là L113. L113 cho em. Đây. Hàng của nó là hàng xịn nhá. Mắc của nó mắc trong. Được chưa? Con này tổng thể cho em là có 5 màu. Màu nâu ạ, màu trắng, màu đen, màu ruốc, màu vàng. Con này từ 40 cân đến 65 cân khách hàng chốt đơn ạ. Mua ở dưới toàn hơn 2-300. Em sale nốt rồi chị con len này. L113 cho em 99.000. 99.000 cho em nhá. L113. Áo này comment cho em là L134 215.000. Còn comment đúng mã này cho em là L113 cho em 99.000 đồng. 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn. Áo len lông thỏ nhá, chất đẹp. Len này là len ép cho em á. Len xịn lắm. Nói chung con len này các chị nhận hàng có mà xứng đôi. 99.000 đồng ạ. Chất len đẹp nhá, không nói với hàng may đâu. Đính đá toàn bộ cho em những cái cúc ngọc trai như thế này. Trắng này, đen này. Mình màu chốt cho em là màu cam này. Màu này mình chốt cho em là màu nâu và màu em mọc màu vàng. 40 cân đến 65 cân khách hàng chốt đơn cho em nhá. Bùng bềnh như gió luôn. 40 cân đến 65 cân co giãn 4 chiều cho em này. Màu nào mặc lên cũng tây cho em. Co giãn cực kỳ đấy chị ạ. Giá là bao nhiêu ạ? 99.000 đồng. 99.000 cho em nhá. Áo sọc là bao nhiêu ạ? Giá là 215.000. Đơn tối qua nhà em chưa chốt được thì mình comment lại số giúp em. Ở chưa các chị ơi, lên đúng mã này cho em nhá. Mã đấy là L143. Còn mã này mình sẽ lên cho em là L113 cho em. Màu vàng, màu nâu. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu ruốc này. Màu này mình chốt cho em là đen. Màu này mình chốt cho em là màu trắng ạ. 99.000 một áo len này cho em. Đính cườm toàn bộ cho em này. Và cái kiểu này là kiểu rách nha. Kiểu này kiểu rách cho em không về. Nhiều chị nhận hàng lại bảo sao em rách như thế. Áo giữ nhận em hết. Comment đúng mã cho em là L113 cho em nhá. 99.000. Đơn ngày qua chốt đơn. Không thấy gọi cho em xin số được không? Đấy. Màu nâu này. Màu này mình chốt cho em là màu cam. Màu này mình chốt cho em là màu đen. Màu này mình chốt cho em là màu trắng. Và màu này mình sẽ chốt cho em là màu vàng. Có 99.000 một áo này thôi. Khách hàng mà không đấy là tiếc ạ. L chị ơi, L113 cho em nhá. L113 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu vàng, màu trắng, màu đen, màu cam, màu nâu và màu em mà sẽ là à là màu vàng không? Đen các thứ cho em 99.000 đồng, chất len co giãn 4 chiều. Con này có khoảng độ cho em là 40 cân đến 65 cân, co giãn tuyệt đối, không bao giờ bị bong những cái hàn đính cườm. Chị nào mà nhận được hàng bảo em ơi nó bị bong nhá, em để cho các chị luôn, ok chưa? Không bao giờ bị bong những cái hạt đính cườm này cho em một tí tẹo teo các chị này. Nhìn cái viền cho em đi ạ. Các chị nhìn thấy cái viền chưa? Viền của nó đính chắc chắn như thế này, bảo sao nó bong được, không bao giờ bong cho em nhá. Không bao giờ bong một tí tẹo nào, có trắng, có đen, có cam, đấy ạ, có nâu và có vàng. Con này 40 cân đến 65 cân nhá, thì 9.000 đồng một cái. Rẻ và đẹp đúng không? Đấy, chị nào mà chưa được chốt đơn thì mình comment lại số giúp em. Comment cứ lên mã đúng cho em là L113. Kèm số điện thoại và kèm số cho em là ok nhá. Kèm số điện thoại cho em là được. Vừa bán vừa tặng nốt các chị luôn. Giá rất là rẻ. Trời ơi, 99.000 một con áo len, xinh lắm. Con áo này kinh khủng, xinh dã man luôn con này. Rồi lên cái quần này cho em nhá, quần này có ít. Rồi, ok chị Hoàng Hằng một con L113 này. Con này xinh đúng không? Con này siêu đẹp, nói chung là hôm nay có cái gì xả nốt cho các chị đi. Rồi các chị ơi, một cái mã quần bỏ quá đẹp. Trời ạ,
Quần này các chị sẽ lên đúng mã cho em là Q21 cho em nhá. Hàng người ta cứ bán 180-200, em vẫn là em chỉ đồng giá quần bó có 149.000 mà quần nó đẹp như thế này. Q21 và kèm số cho em. Size S là các chị dưới 51 cân. Size M mình dưới 53 cân và size L mình dưới 55 cân cho em nhá. Servin cũng đẹp. Mà mặc thả buông cho em cũng rất là xinh. Mình có thích servin áo này cũng xinh, mà mình mặc trong mà các chị khoác áo này cũng xinh đúng không? Quần này chất siêu đẹp, siêu co giãn luôn cho em 149.000. Nói chung về cái độ đẹp này quá xinh. Em sợ quần này là hết hàng, không có nhiều mọi người ạ. Quần này khoảng độ 5G, 5G là 15 quần, biết chốt cho ai. Nên đấy là vì lý do vì sao em không lên quần bò nhiều, tại vì là không có mẫu nào số lượng. Đặt hàng nó bảo cũng không có, tại vì bây giờ rất là khan vải mọi người ơi. Cái này thì em không phải hàng tàu nhưng nhiều mẫu nó còn đẹp hơn cả hàng tàu. Q1 nhà mình còn không em? Không, mình như Q1 em hết. Nhá, comment đúng mã cho em mã này là Q21 ạ, 149.000. Hả chạ, quần bò mình sẽ không đòi hỏi cho em nhá. Thay chị nhận áo lên và áo nỉ đẹp lắm, đẹp mê ly luôn à. Em có với chị Trang, đây là phản hồi đầu tiên về áo nỉ này. Đó, bán về mấy trăm cái áo nỉ rồi chưa thấy chị nào phản hồi em ơi, đẹp lắm. Ây, được mỗi chị vào cho em phản hồi, đấy, sướng không? Comment đúng mã cho là Q21. Chị nào lấy Q21 mình lên đúng mã cho em nhá. 149.000 một chiếc ạ, co giãn 4 chiều và dưới 55 cân các chị chốt đơn. Dưới 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. Đấy, các chị ơi, quần này siêu xinh, em mà lên quần bò chị nào mà không chốt thì lần sau đừng có bảo em ơi lên quần bò đi nha. Đấy, lên không chị nào chốt. Thôi cứ có gì lên cái đấy đi. Của nhà làm ra được cái gì mình lên cái đấy cho các chị thôi. Đó chạ. Ui. Ui 2. Ui 21 và kèm. Ui 21 và kèm số lên 149.000. Không ơi, chị Trần Hồng một con này. Con này đẹp. Không đòi hỏi nha mình ơi, có cái gì lên cái đấy, hàng khan mà các chị đòi là em không có hàng lên đâu. Con này em xả nốt. Bây giờ ngắn đúng không? Bây giờ ít chị xem đúng không? Bây giờ các chị săn được con này cho em. 385 em hết trắng. Rồi. Không. K34 á. K34 em còn đấy. Rồi con này hôm nay máu luôn, chơi tới bến cho các chị trong máu đi. Con T32 của em. Con T32 của em lái sale hết các chị ngày hôm nay, giá tri ân luôn con T32 ạ. Em xả nốt cho khách hàng luôn con áo len này. Áo len của nó là len nhung cho em nhé, len nó mềm, nó mịn. 69.000 nhá. Còn bao nhiêu em ơi? Ở trung công xem còn bao nhiêu hàng lên đây, còn vớ vẩn lung tung ít rồi em tặng nốt đi. 69.000 đồng cho em lại. Ok chưa? T32 và kèm số cho em. Em bảo rồi hôm nay chị nào mà xem được là mình sẽ săn được hàng ngon. Giá quá rẻ đúng không? T32 và kèm màu cho em, có trắng, có nâu, có xanh, có đen, có đây, có 4 màu thôi, bây giờ còn 3 màu nha. T32 dưới 60 cân khách hàng chốt đơn ạ, 69.000 đồng. Ấy chị ơi, hàng tàu nó đẹp như thế này, áo em mặc còn nhiều màu lắm. Đen nè, đen vàng, nâu, ruốc, trắng, đấy. Comment đúng mã cho em là T32 ạ. 69.000 các chị ơi, đá, đính các thứ, các kiểu này. Em xả nốt là 69.000 nhá, còn nếu mà chị nào hôm trước mua cái giá cao hơn thì mình sẽ hoan hỉ cho em và mình sẽ không đòi hỏi nha. Đòi hỏi là em chết đấy các chị ạ. T32 cho em này. Nâu niếc các thứ này, xanh các thứ cho em là giá là 69.000. Em sale tất tật tật cho các chị luôn là 69.000 cho em. Ok chưa? T32 và kèm màu cho em nhá. Màu cho em là màu nâu cho em. Các chị dẫn cốt hai con như thế này làm sao có đơn. Ngày mai mình hết màu nào mình chốt cho em màu đấy. Cái con len này nó đẹp các chị ơi. Màu màu xanh cho em và màu đen cho em nhá. Chị thấy shop có thấy có shop like 139.000 kệ người ta chị, em cứ bán cho các chị có thể thôi. 69.000 57 cân vừa. Rồi qua mẫu nha các chị ơi. Váy len à. Con này còn bao nhiêu con? Con này còn mấy con? Váy len hãng số 8 ạ. Váy len cho em nhá. Váy len cọc à. Con này từ 40 cân đến 60-65 cân khách hàng chốt đơn. Con về mấy em? V34 ạ. Váy len hãng nhá, V34 cho em xả nốt cho khách hàng luôn. Hàng 160 á. Hàng 160 em xả nốt cho khách hàng luôn. 99.000. Được chưa? V36. Chị nào lấy V36 mình lên đúng mã cho em là V36 và kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng nhá các tình yêu ơi. Váy len hãng số 8. Cái này là váy len hãng, cho chị xem cái túi đựng của nó này. Cho các chị xem cái túi đựng của nhà em. V bao nhiêu ạ?
Trời ơi các chị ơi, 99.000 60 cân mình chốt đơn cho em là co giãn 4 chiều con này mà các chị không đấy là tiếc lắm ấy mọi người này, nhìn cái hàng cho em này. V30 V34 cho em ạ, 99.000 đồng ạ. Hàng đấy áo dài không có giá đấy đâu. Nói chung là hôm nay tất cả em sale hết cho mọi người. Nhá. V34 cho em ạ. Nó là áo váy cọc tay nhưng mà về cái chất len của nó thì siêu đỉnh ạ. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Đấy, chị nào lấy V34 mình lên đúng mã cho em này là V34. Áo em mặc 99.000 L113. Đấy, được chưa? Từ 40 cân đến 60 65 cân mình chốt đơn. Rất là đẹp cho em các chị ơi. Giá là 99.000 đồng một chiếc. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Ôi T32 em không có nhiều đâu các tình yêu ơi, đừng chốt nhiều, em không có hàng trả đâu. Chị nào được thì mình hoan hỉ cho em cái đấy, em xả lỗ mà. Hôm trước bán 85.000. Xả lỗ ạ. Xả lỗ nha mọi người. Ngày mai không có đơn đừng có quay ra chửi em là em ngất xỉu nữa các chị, em tụt đấy hai em nghỉu lắm. Chưa bao giờ mình mua hàng online mà yên tâm như bên em. Thôi em cảm ơn chị yêu V34 chị Lan Đào ơi. Xe 34 ở đây là chết dở rồi. L134 cho em là áo kẻ đằng sau. Comment đúng mã cho em là V34 chị Lan Đào một con này. Rồi V34 cho em nhá. Rồi V34 ạ. 99.000 ạ, chị Loan bảo một con ạ. Váy này có dưới 60 cân cho em. 60 cân trở về cho em ạ. Rồi. Chị nào lấy V34 mình lên đúng cho em nhá. Rồi ok chị Nguyễn Lan một con em ơi, xem váy lên hết đi. Áo dạo cũng sơ hết rồi các chị luôn. Áo khổ cao là 215 ạ. Có một màu với chị ơi, 43 cân vừa cho em nhá, chị Bình Hoàng cho em xin số ạ. Giá cho các chị là 99.000. Áo khoác nam em có một cái mã sẽ lên này. Khoác nam em không, đợt này em nghỉ rồi. Em nghỉ dài hạn đấy. Sẽ lên này nặng gần 1 cân của em ạ. Rồi em lại bán nốt. Em lại bán chiên, em lại bán xả nốt cho các chị cho nó sướng này. Rồi con sẽ lên của em. Con sẽ lên S27. Hôm nay em lại chơi lớn, em lại bán xả hết cho mọi người con sẽ lên này. S27 và kèm số điện thoại cho em là riêng cả một cái set len đẹp tuyệt vời ông mặt trời, 40 cân đến 65 cân như thế này. Em bán cho các chị rẻ bằng một kéo len. Em ơi, hỏi giúp chị là hỏi Phương Dân cái mẫu này còn không đã? Cái váy set len này còn không để chị báo giá cho các chị nào. 40 cân đến 65 cân các chị đều ok cái set len này cho em. Ở đó, khoảng độ đẹp nhất cho em là từ cái tầm 45 cân đi. 40 cân thì hơi rộng. 45 cân đến khoảng độ cho em là dưới 65 cân. Bữa em bán cho các chị bằng một cái áo phông nhá. S27 đúng không em nhỉ? Nhìn cái mặt mình ngu nhỉ. S27 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Bán cho các chị bằng một chiếc áo phông này. Ở ngoài người ta bán cho các chị 2 lít, 3 lít em không quan tâm, được chưa? Em bán cho các chị như thế nào ạ? Chất như thế nhá. Không phải là em bán nó, em lấy cái hàng rẻ hơn. Rồi sau đấy em bán rẻ hơn để mà em kéo khách không ạ? Say no mọi người, có duy nhất một màu em mới sale 100. Nghe 100 là sướng ạ, tất cả là viền nhung cho em này. Đấy. Co giãn 4 chiều cho em và 65 cân trở về cho em nhá. S27 và kèm số điện thoại cho em là em xả nốt cho các chị với mức giá là 145.000 một set len. Giúp em là hai món tính ra là 72.000 một thứ nha các chị. 145.000 một set, mã số là S27. 145.000 ạ. Chị nào lấy set này mình phải comment ngay và luôn cho em. Từ 45 cân đến 65 cân mình chốt đơn ạ. Hôm nào không thích mặc set thì mặc cho em mình cái áo thôi. Hôm nào mà thích kết hợp với cái khác thì mình mặc với cho em là chân váy. Thế đúng không ạ? Thôi thì mình bây giờ mình cứ quan tâm hôm nào mặc áo, hôm nào mặc váy, mặc cả set cho em 145.000 bằng một cái áo phông mà mình mua được cả cái set len đẹp cho em như thế này. S27 và kèm số điện thoại cho em 145.000 nha khách hàng ơi. 145 ạ. Chất rất là đẹp cho em nha. Áo len nó dày lắm mọi người ơi. Hôm nào thích thì mình mặc mình cái áo đi. Hoặc không hôm nào thích thì các chị mặc cả cái chân váy len cho em. Nếu mà cái này có nhiều màu không bao giờ em bán là 145.000 cả, bằng một cái áo phông cho các chị thôi. Ở đoạn từ 40 cân đến 60-65 cân cho em nhé. S27 ạ, à. Ok chị Út Nho có, chị Nguyễn Huệ có cho em một set 145.000 dinh ngay cho em một cái set này. Xinh cực kỳ luôn cho em. Set này em có ít nha. Chị nào lấy set này thì mình lên mã nhanh cho em là được. Em ơi cái này à. Đúng rồi, hôm trước em bán 165 đấy. Tại vì hôm nay bây giờ còn ít. Ông ơi cái này còn mỗi một màu này à. Cái này em còn mỗi một màu này thôi. Bây giờ em sale nốt cho các chị luôn nha. Xả lỗ luôn. Cái này còn nhiều không? Cái này em xả nốt nha. Còn mỗi màu này. Chị nào mà chốt đơn được cái này thì các chị sướng. Em cũng sale hết để mà nghỉ Tết mà. Mấy hôm nữa là nghỉ Tết dương lịch rồi. Em còn phải nghỉ 2 hôm. 2 hôm về quê nên là xả hết cho các chị luôn.
40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Em ơi chuẩn bị full cái này cho chị đi. Em xả lốt được các chị con này. Con L111 nhá. Em lại xả nốt được các chị luôn. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn cho em con này. Em sale nốt được các chị đang xem là 79.000 đồng một chiếc áo len đẹp như thế này. Ok chưa? L113 và kèm số điện thoại cho em. Là L111 em xả nốt cho các chị là 79.000 mã này. Ok cho các tình yêu. Chị nào nhanh tay thì mình được, mà chậm tay thì mình hết cho em nhá. Một con áo len Burberry. Đấy, 79.000 cho em, mặc nhẹ cứ như không mặc. Đấy các chị, xinh cực kỳ luôn cho em. Giá là 79.000. L3 số 1 tức là L111 cho em. L111 cho em và kèm số điện thoại 79.000 đồng nhá. Chị nào hôm nay săn được con này thì các chị sướng. Đang ăn mừng ở nhà. Tinh linh 79.000 đồng cho em nhá. Con này khoảng độ là 30 cái thì chốt đơn được 30 chị. Nhưng mà em cố gắng là em chốt đơn được tài khoản nào chia sẻ live stream. Còn những chị nào mà không chia sẻ live stream em chắc chắn là không biết nó có đơn hay không thì là hên xui nhá mọi người. Lúc đấy là mình không có đơn mình mới thông cảm cho em. Là mình không có đơn là mình phải thông cảm cho em nhá. Thông cảm nhá mọi người ơi. Nha mọi người. Giá là 79.000 đồng em sale nốt cho mọi người luôn. L111 cho em. 40 cân đến 65 cân khách hàng chốt đơn ạ. Con này không về thêm. Không. Con này em không về thêm nữa. Cơ hội về thêm của nó rất là hiếm ạ. Áo vàng em mặc cứ comment cho em là L113. Ở chơi cho chị một mã hoodie đi. Nên dường L111 cho em ạ. Đơn tới qua nhưng em chưa thấy gọi thì cho em xin số nhá. 79.000 đồng là giá em sale nốt. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân. Hay là mỗi chị đi qua cho em xin một lúc chia sẻ livestream nữa không mọi người ơi. Lại thấy tụt rồi. Đấy chán chưa. Như thế này là không có tinh thần lên sale hết đâu mọi người đây. Đồ bộ phía sau cho em là 75.000. À quên, 85.000 cho em. Comment cho em là em 100 ạ. Đấy comment đúng mã cho em là L111 cho em. Giá về tay khách hàng là bao nhiêu tiền? 79.000 nhá. Còn bao nhiêu em tặng nốt? Còn bao nhiêu là em chia nốt ạ? Ok chị Trang Phụng có. Chị Hoa Đỗ ơi cho em xin một lúc chia sẻ đi. Chị Thảo Vân có này. Chị nào có logo là em chốt đơn ạ. Chị Thu Thủy có S27 này. Rồi comment đúng mã cho em là L111 các chị nhá. Giá về tay cho khách hàng là 79.000. Ngon lành cành đào tự nhiên mình dinh được con áo len nó đẹp như thế này. Theo chữ cho em nhá. Ok chị Thủy Kim một con này. 79.000 cho em. 40 cân đến 60-65 cân ạ. Nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Về mà nhận hàng nó hàng có xấu để lại hàng, gửi lại hàng ngay và luôn cho em được chưa? Không để đắn đo suy nghĩ luôn nha các chị ơi. Rồi hết hàng luôn con này. Hết hàng. Rồi hết hàng luôn rồi nha. Rồi lên con này luôn cho em. Quá đẹp. Một em siêu phẩm, quá đẹp luôn. Một em xuất sắc các chị ơi. Áo nỉ hoodie cho em. Chất siêu đẹp nha. Siêu đẹp, siêu đứng đỉnh luôn. Cho chị xin mã đi. Con này từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn em con này. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn em. Các chị mỗi màu một cái vào đây cho em chắc ăn. Mỗi cái. Đây, con này em còn ít nha. Không, con này mới về quên. Nhầm. Sorry các chị. Ở chữ Madame ấy, Magic à? Magic. Cái này là thêu nổi nhá. Cái này là thêu nổi cho em. Đơn giản nhẹ nhàng, xinh nhưng mà không kém phần xinh. Con này sẽ có màu hồng, màu kem, màu xanh và màu nâu, 4 màu thôi. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Con này mà không đẹp thì chẳng con nào đẹp cả. Đúng không các chị? Màu xanh cho em này. Con này các chị comment cho em là N45 nhá. N45 và kèm số điện thoại cho em N45. Màu rất là tây cho em, tông màu nào cũng đẹp. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn ạ. N45 cho em này. Đây các chị, hàng của nó đẹp lắm. N45 cho em nhá, túi bóng nó cũng khác bọt ạ. Mua ở ngoài cứ 300-400, yên tâm là mua cho em không bao giờ bị hớ đâu. Mà chất của nó rất là xinh cho em. 40 cân đến 60 cân và chị nào đều có thể mang vừa nhá. N45. Cái này mới về nhưng em vẫn sale mọi người là 229.000 một chiếc nha. N45 cho em này. Áo hàng rất là đẹp luôn. 245.000. N45. Có màu hồng cho em nhá. Tông màu này mình sẽ chốt cho em là màu kem. Màu này là màu kem cho em này. Màu kem cho em nhá. Màu này mình sẽ chốt cho em là màu xanh ạ. Áo gió em còn rất là nhiều. Màu xanh cho em này. Đấy, màu xanh cho em. Và màu này mình sẽ chốt cho em là màu nâu. Màu này mình chốt cho em là màu nâu nhá. Tông màu nào cũng rất là đẹp cho em. N45. Tay của nó là tay thêu cho em như thế này này. Đấy. Tay thêu đấy các chị chưa? Xinh vô cùng luôn. 229.000 một chiếc. 40 cân đến 60 cân và tất cả họa tiết cho em là thêu nổi nhá. Con này siêu xinh. Màu nào cho em cũng đẹp các chị ơi. Con này không có nhiều đâu. Chị nào mà lên mã trước em chốt trước nhá. Màu rất là xinh cho em. Cái chữ này là thêu nổi này. Đấy chị đâu? Nó là thêu nổi như thế này.
theo trần hai lớp luôn cho em ạ. Bộ phía sau là 85.000 đấy các chị chưa? Maric các thứ đấy. Giá rất là rẻ luôn, 229.000 một chiếc áo nỉ này. Trời ơi, ấm vô cùng. Quan trọng là nó ấm các chị ạ. Rồi chị Nhi trần màu hồng luôn cho em ạ, N45 cho em nhá. Chị nào lấy con này mình sẽ chốt cho em là N45, 229.000 một chiếc ạ. Con này các chị không chốt thì chốt con nào, đơn giản nhẹ nhàng cá tính, 40 cân đến 60 cân nha. Rất siêu siêu đẹp luôn cho em ạ. Đây. Các chị thấy cái màu nâu của em chưa? Mọi người thấy cái màu nâu của em chưa? Màu nâu của nó rất là tây. 229.000 một chiếc. Comment đúng mã cho em là N45. Chị nào lấy N45 mình lên đúng mã cho em nhé. Xinh vô cùng này. Màu nâu của nó sao xinh thế này đó chị nhỉ? 229.000 thôi. Mẫu này mẫu mới đấy. Mẫu này mẫu siêu mới luôn, em còn chưa cả bán bao giờ. Đấy, chị nào lên mã này thì mình có chốt cho em là N45. Kèm màu kèm số điện thoại cho em là có đơn nữa chị nhá. 229.000. Ở dạ, đây chị ơi, màu kem của em nó đấy. Màu kem của nó là tông màu như thế này. Đấy, màu kem như thế này cho em nhá. Đấy chị ơi. Đấy chị ơi, nhìn cái chất cho em này, đẹp chưa? Ê ơi, 229.000 đồng. Khách hàng mua con này là dụng rời con tim, tay theo ạ, điểm nhấn ạ. Tay theo hoàn toàn cho em 229 nhá. Ở dạ, khóa Fox Hood đi thì cứ comment là K225, hàng K255. Còn mình comment đúng mã này cho em là N45 ạ, hãng EMA cho em nhá. Đẹp cực kỳ luôn, mã này 229.000 dã man nhỉ. Em ơi sao nó có thể xuất sắc như thế này bà con ơi. Màu nâu cho em, màu xanh cho em, màu hồng cho em và màu kem cho em, màu nào nó cũng đẹp. N45 các chị đã lên đơn toàn hai con à, xinh lắm, hai mẹ con mặc cũng được, hai chị em gái mình cũng được. Em thấy là em thích dòng mặc dòng này. Quần da cũng đẹp, quần bó đẹp, chân váy cũng đẹp mà kết hợp cái gì cũng xinh. Mặc lên nó rất là trẻ, mình mặc lên trẻ cực kỳ luôn. Nỉ cho em thì nói chung là chất đẹp nhá. Không bán chất hàng may nên các chị cứ yên tâm. Không bay không sủ không bay nhão luôn cho em, ở ngoài chất nó mê ly lắm. Sờ lên nó xuống cực kỳ luôn, 229.000 một chiếc. Comment đúng mã cho em là N45. Giá này các chị cứ mua ở ngoài có xác định là hơn 300 đi. Xác định hơn 300 cho cái chắc ăn nha. Đấy ạ. Comment đúng mã cho em nhá. N229 và kèm à N45 nhá. Đấy, chị nào lấy N45 mình lên đúng mã cho em là có đơn. 229.000 một chiếc ạ. Xinh vô cùng cho em. Đấy. Đi chơi đi làm các thứ thì quá là xinh đúng không? 225.000 à 229.000 N45. Tình yêu nào lấy N45 thì mình chốt là N45 và kèm số điện thoại cho em, 229.000 đồng nhá. Xinh cực kỳ. Quá xinh và quá đẹp luôn các chị ơi. Rất sắc nhỉ. N45 ạ. Rồi ok các tình yêu luôn. Rồi Messenger không chị? Rồi chị cứ inbox địa chỉ cho em là ok nhá. Cứ nốt giúp em là mai chị không nghe máy được thì ok luôn ạ. Đấy, tình yêu nào mà lấy con này mình cứ lên đúng mã cho là được. Cho hết áo đá đi. Áo đá xả nốt đi. Áo đá xả hết cho các chị cho nó sạch nhà đi. Áo đá em sale nốt cho mọi người nha. Trời ơi, ghét cái áo này ghê chị. Áo đá dưới. Đấy, tao còn chưa bán là sale à. Đấy, cái áo đá dài cơ mà. Cái áo mùa hè đã bán được đâu mà sale còn chưa đến mùa hè. Con này N45 cho em nhóc. Bộ sau có comment cho em là M100 hay là cái ngực mình nó chưa đầy được bằng cái áo ta. Đây. Áo đá em là sale hết, tất tật tật luôn. Có mấy mã đá em? Cái mã này là một mã đá đúng không? Đá hàng tàu này. Hàng cao cấp luôn, bộ sau cho em là M100 nhé. Áo đá VIP, hàng Hồng Kông. Hàng Hồng Kông xịn sò luôn cho em con này. 40 cân đến 65 cân khách hàng chốt đơn cho em con này. Xinh lắm các chị ơi. Con này ơi, nó đẹp rụng rời con tim các chị ạ. Áo đá này em lại xả lỗ được các chị nhá. Em xả lỗ được các chị con áo đá này luôn. Áo đá này từ 40 cân. Từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em lại, đẹp đúng không ạ? Các chị ơi, một cái bản áo đá hàng Hồng Kông cho em nhá. Cái bộ phía sau là 85.000 thôi chị. Comment cho em là M100. Em xả nốt được các chị, hôm trước là lên là xả áo đá đúng không? Hàng 139.000 của em, nói điêu mất lộc. Đây. Em bây giờ em xả nốt ạ. 40 cân đến 65 cân em đều có size 139.000 này. Comment đúng mã cho em mã này là xả áo đá cho em nhá. Áo lên đằng sau comment cho em là L134, giá là 215.000. Còn mình lên đúng mã này cho em lại là gì ạ? Xả áo đá cho em, 40 cân đến 65 cân nó đẹp ạ. Hàng này là hàng Hồng Kông cao cấp cho em. Và em chắc chắn là các chị mua ở ngoài là hơn 100.000, nhưng mà thôi em xả nốt các chị là 79.000. 79.000 một con áo len à, một con áo nhũ đá cho em mặc không hề bị ngứa. Hàng này là hàng Hồng Kông cho em nhá. Comment đúng mã cho em là xả áo đá cho em. Được chưa các chị ơi? 79.000 một chiếc ạ. 40 cân đến 65 cân em đều có size. Và lưu ý cái này là hàng Hồng Kông cho em, không phải hàng may. Và các chị nhìn đá của em này,
đá của em là đá lấp lánh và đá thêu như thế này. Em ít nhất là các chị đang mua ở ngoài hơn 100. Cứ là hơn 100 đi. Còn nếu mà hơn thì cũng không rõ lắm, được chưa? Cứ lên đúng mã cho em là xả áo đá cho em 79.000 một chiếc áo đá Hồng Kông. Nhũ cho em nhá. Mặc không hề bị ngứa đâu ạ. Co giãn 4 chiều và 65 cân các chị đều có size. Đây, hai lớp cho em luôn này. Nói chung cái hàng này là hàng hai lớp nhá. Xả áo đá và kèm số cho em 79.000 ạ. Rồi ok, chị Lưu Thảo một con ạ. Chị nào lấy áo đá mình chốt là áo đá cho em. Giá chưa bao giờ rẻ hơn ạ. 79.000 đồng các chị nhá. Về mình có thể mua cho mẹ, mua cho, nói chung là mình mặc trong mình có áo vest cũng đẹp. Rồi ok, chị Việt lên một cái luôn cho em này. Xả áo đá và kèm số cho em nhá. Đây là áo thổ rồi. Ok ạ. Chị Đặng Hà một con ạ, chị Việt Len một con luôn cho em 79.000 đồng ạ. Rồi chị Trần Phương Linh một con ạ. Rồi chị Quỳnh Anh Trần một con cho em 79.000. Chị Lê Hà một con ạ, chị Hoa Lê một con luôn cho em nhóc. 40 cân đến 65 cân khách hàng ơi. Chị Trung Nam ạ, chị Lê Thủy ạ, 79.000 đồng cho em nhóc, là em xả nốt cho mọi người. Ok, chị Thanh Thủy một con nên là các chị cho em xin một nút chia sẻ live stream nhóc. Đẹp lắm, sơ vin các thứ cũng được ạ. Rồi chị Thảo Vân một con ạ, chị Thảo Suka có luôn 79.000 cho em. Trời ơi, giá chưa bao giờ em lại bán đâu. Cho chị Tớ ăn một con, chị Tớ lên hai con này. Mặc nó không hề bị nhúa ạ. Rồi đúng rồi, hôm trước mua trăm mới, hôm nay em xả nốt 79.000. Rồi chị Yến Su có hàng cho em nhá. Cứ lên đúng mã cho em là xả áo đá cho em là có đơn ạ, em xả nốt ạ. Xả để về quê ấy chị ơi. 79.000 đồng, chất đẹp đúng không? Chất rất là đẹp luôn cho em ạ. 48 cân ok, chị Thủy Phin một con. Lên mã đúng cho em là xả áo đá cho em nhá. Em thích cái số là hơn 300 lắm các chị. Đây là mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ nhá. Chị Văn Thanh có hàng 79.000, em tất tật tật cho các chị luôn. Chị Thủy BT28 này. Quá đẹp con áo đá này luôn các chị ơi chị. Rồi chị Huỳnh Thống có, chị Hạnh Ly có cho em nhá. Còn đúng hai con. Áo đá này em còn đúng hai con là em hết hàng. Chị nào mà chậm tay là mình hết ạ. Mặc trong nó rất là xinh, các chị khoác áo khoác cho em bên ngoài. Tự nhiên mình mua một con áo rào dày tay đẹp như thế này mà 79.000 khách hàng không có luôn. Em cam đoan với các chị là như thế. Áo đấy là 215.000 ạ. Đây, chất co giãn 4 chiều cho em và là hàng 2 lớp nhá, không phải hàng 1 lớp. Ở đây, em ơi, dưới cái kia có phải không? Đi ô có thứ không? Cho nốt cái kệ ở dưới cho chị xem là cái gì. Xả áo đã, ui dồi, cái áo hoodie kia tôi cho chị Đồng Nai nốt đi kìa. Thề luôn, hôm trước đã hết sạch hàng mà bây giờ còn. Ừ, áo hoodie đấy cho chị Đồng Nai hết đi, cái 120 đấy. Đó. Hôm trước tưởng hết trông Ngọc lấy mỗi màu 2, mỗi màu 3 lại xả à? Không, hôm trước là em đi lưu cho chị Đồng Mai thôi. Đây là cho chị cái áo thổ các thứ là tặng nốt được các chị đi. Xả áo đá cho em nha các chị ơi. 79.000, công lấy nốt cái áo thổ ra đây. Xem cái kiện nào cho nó gọn kiện đấy đi. 79.000 cho em nhá, xả áo đá và kèm số cho em 40 cân đến 60-65 cân. Ở chung chất đẹp. Đây áo thổ em xả nốt này. Đây cái đấy chung quy vào đá cũng được. Cho cái đấy chung quy vào áo đá đi. Cái này chung quy vào áo thổ đi. Áo thổ áo tiếp em xả hết cho mọi người nhá. Cho nó rẻ cho nó gọn nhà đi. 79.000 con áo này dã man, đợt toàn nhập vào là hơn trăm. Toàn nhập cái con này là hơn 100.000 chứ ít ỏi gì đâu các chị ơi, không ít một tí nào luôn. Sale nốt cho các chị luôn nha. Đấy là em xả nốt cho các chị đấy. Xả nốt cho các chị là 79.000. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân lên con áo này này. Đây áo đá này có những cái dạng như thế này nữa đi. Có những cái dạng như thế này cho em nhá. Dạng như thế này. Xả áo đá và kèm số điện thoại cho em nhá. 79.000 đồng. Rất là đẹp đúng không? Áo đá thì em sẽ chung quy vào cái mẫu này cho mọi người. Em sẽ chung quy vào là Lancôme Asilo cái con này luôn. Được chưa? Xả áo đá và kèm số cho em nhá, chung quy vào đấy luôn ạ. Ok, chị Tu Thủy có, chị Thương Trần có cho em 79.000 đồng. Em Aloso vào mẫu này cho mọi người ấy. Cái con này còn đẹp hơn. Con này còn đắt hơn nhưng mà thôi em chung quy vào một mã cho mọi người là xả áo đá cho em 79.000 nhá. 79.000 cho em ạ. Được chưa? Chị nào có đơn em mới chốt được nha mọi người ơi. Lưu ý cho em là có nút chia sẻ nhá. 79.000 cho em một chiếc các chị thấy chưa? Đẹp tuyệt vời luôn, có những cái dạng như này luôn á, chung quy tất cả là đá hết mà. Tất cả là đá cho em, chị Thương Trần một con nhá. Đây. Dior các thứ cho em, bộ dài phía sau là 85.000 ạ. Đây nói chung là ngẫu nhiên cho em này. Vừa bán vừa tặng vừa sale nốt cho các chị là 79.000. Đây là em tặng nốt nha. Ok, chị Nguyễn Lùa một con áo đá. Ở chưa các chị ơi. 80 chị nếu mà chị chọn như thế thì em sẽ không chốt cho mình được, thông cảm giúp em nha. Chị nào ưng thì mình chốt thôi. Cái này là ngẫu nhiên. 79.000 cho em ạ. Được chưa? Xả áo đá cho em nhá. Chị Nguyễn Lùa một con này. Chị nào mà đòi như thế thì em sẽ không chốt được, sorry mọi người nhá. Thông cảm giúp em. Em chỉ chốt đơn cho chị nào dễ thôi. 79.000 cho em nhá. Tại vì cái này em xả lỗ rồi.
Ok chị Như Nguyễn, ba cái là hết, em có mẫu luôn, 79.000 nhá. 79.000 là lên áo thổ này. Lên áo thổ nhá. Áo thổ này em cũng sale hết. Sale hết áo thổ cho các chị luôn này. Áo thổ này mà chị nào mà được cái nào thì mình sướng nhá. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em. Đấy. Con này các chị sẽ lên đúng mã cho em là 6 thổ cho em. 6 thổ và kèm số cho em ạ. Được chưa ạ? 6 thổ và kèm số cho em nhá các chị ơi. Em xả nốt cho các tình yêu luôn. Con này đời trước của em cũng là hàng cao cấp, hàng đắt. Nhưng bây giờ em cũng xả hết cho các chị là bao nhiêu tiền. Xả áo thổ cho em. Em tất tật tật em xả lỗ cho các chị con này. 40 cân đến 60 cân. Không. 40 cân đến 60 cân khách hàng chốt đơn cho em con này. Được chưa ạ? Lên đúng mã cho em là xả áo thổ và kèm số cho em. Hàng này hàng đẹp chứ không phải hàng vớ vẩn lung tung các chị nhá. Hàng mình có thể so sánh cũng được. Mình mua một chiếc quần thổ đã bao nhiêu tiền. Cái này là áo thổ cho em. Màu rất tây và rất là đẹp cho em. Được chưa ạ? Cái này em xả lốt cho mọi người với mức giá này. Nghe giá giúp em nhá. 40 cân đến 60 cân em xả nốt cho các chị là 69.000 một chiếc. Chị nào mà nhanh tay thì mình có đơn, mà chậm tay thì mình hết cho em. Từ 40 cân đến 60 cân khách hàng chốt đơn với giá là bao nhiêu ạ? 69.000 các chị ơi. Nghe không nhầm một tí tẹo teo nào cho em nha. 69.000 đồng mà đẹp như thế này. Có mũ cho em nha các chị ơi. Có mũ cho em ạ. Quần em mặc hiện tại đang hết rồi. Xả áo thổ cho em. Ok chị Hoa Lê một con này. 69.000 cho em ạ. Rồi chị Lê Hồng một con, cho em xin nút chia sẻ nhá. Áo đấy là 215.000. Comment đúng mã cho em, mã này là 6 thổ cho em. Rồi đúng ạ. Giá bao nhiêu tiền? 69.000 đồng cho em. Chất rất là đẹp luôn. Màu rất là tây. 40 cân đến 60 cân khách hàng chốt đơn cho em nhá. Chất đẹp lắm. Dành cho chị nào mà thích những cái phong cách như thế này. Ok chị Phan Hạnh một con luôn cho em nhá. Hàng toàn bộ là hàng Hồng Kông cho em. Không bất kỳ là một hàng may. Được cho các chị 69.000 cho em. Chất đẹp lắm. Con này các chị nhà hàng có mà sướng. Toàn hàng xịn sò, chất nó mặc nó mắt lạnh luôn. Tê tái luôn các chị ơi, 69.000 đồng cho em. Rồi, chị may bù lấy chị một cái này. Rồi chị nhỏ luôn hai cái luôn. Rồi dạ, 6 thổ cho em là 69.000 đồng. Quá đẹp các chị ạ. Ở trong con này đẹp xuất sắc rồi, chị Tuyền lên một con luôn này. Rồi chị Huỳnh Đặng một con luôn, 69.000 cho em nhá. Con này em còn ít. Chị nào mà lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em thôi, 69.000 đồng. Đẹp quá đúng không khách hàng nhỉ? 40 cân đến 60 cân các chị cứ chốt thoải mái luôn cho em, giá là 69.000. Chắc đẹp lắm, chắc này không đẹp thì cứ gửi lại hàng cho em nhá. 69.000 đồng cho em, mê ly cuộc đời luôn. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn, con này em còn ít. Chị nào mà lấy nhanh thì mình chốt nhanh, con này hết hàng bây giờ. Hết hàng con này em không về thêm đâu ạ. Rồi chị Anh Trần một con luôn này, chị Ngô Phượng một con luôn cho em, 69.000. Chị Vân Trần có hàng. Em xả tất tật tật các chị cho em ngày hôm nay luôn. Giá nào cũng có luôn nhá. Đẹp chưa? Con nào này mà mua được 69.000 thì quá rẻ. Rồi dạ, cho chị con D21 còn mấy con chị xả nốt đi. Rồi để lấy cho. Áo thổ cho em nhá. Bán tặng nữa các chị nốt ạ. Rồi chị Vân Trần có luôn cho em này. Áo kẻ phía sau em là 215.000. Rồi chị nào lấy con này mình chốt cho em nha. Chị Ngô Phượng có luôn, 69.000 cho em con áo thổ này. Quá đẹp. Rất đẹp. Được. 69.000 cho em nhá. Rồi chị Diệp Hà có luôn, chị sao nhỏ này. Ai lấy con áo thổ mình cứ lên áo thổ cho em, 69.000 đồng ạ. Áo treo là 215.000. Lên áo giấy này. Được chưa? Chị nào lấy áo giấy mình chốt là áo giấy cho em. Áo giấy em tặng nốt cho các chị luôn. Áo giấy cho em nhá. Tặng nốt cho các chị là 10 kèm đơn quần áo đi. Tặng áo giấy đi. Chị nào lấy tặng áo giấy thì mình chốt là tặng áo giấy cho em nhá. Và em bán tặng nốt cho các chị là 15.000 đi. 15.000 một con áo giấy này. 15.000. Mã số cho em là tặng áo giấy. Bộ sau là 85.000 cho em nhá. Bộ sau là 85.000, cái này hàng đắt. Ba con này là hàng đắt cho em này. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Con này ba cái hàng đắt em cũng sale nốt cho các chị luôn. Con N3. N3 nhá. Em xả nốt 159. Chị nào lấy N3 mình chốt là N3 cho em. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ nhá. N3. Chị nào lấy N3 mình chốt là N3 cho em này. 159.000, chất lên tăm, hàng đỉnh cao cấp luôn. Hàng cao cấp nha mọi người. Đấy. Chị nào lấy N3 mình lên đúng mã cho là N3. Những cái mã này hiếm hiếm em. Để ra chỗ khác không lẫn hết nha. Những cái mã này này. N3 nha các tình yêu ơi. Đấy, chị nào lấy N3 mình lên đúng mã cho em 159.000. Hàng 180 được chưa? Chất của nó là chất tăm nhung cho em nhá. Nói chung là tăm đẹp lắm. Cái này nói chung là hàng này đỉnh luôn. 159.000 cho em mã N3. Cứ dưới 60 cân các chị chốt đơn cho em nhá.
con này là dáng vừa vừa, được chưa? Chị nào lấy N3 mình cứ chốt cho em là được. Con này còn mỗi màu này. Hàng của nó là A Studio, nói chung là hàng đẹp. Hàng này chị nhận hàng mà cảm thấy không ưng thì cứ gọi hàng cho em màu đen ạ. Màu nó rất là tây. Trời ơi, cái này mà các chị kết hợp với quần bò ấy, đẹp lắm. Dáng của nó vừa ấy, mặc nó vừa đến cái cặp quần luôn, đẹp cực kỳ. N3 cho em nhá. Tình yêu nào lấy N3 mình cứ chốt là N3 cho em là ok. Sale nốt nha. Sale nốt cho các chị là 159.000. Ôi áo giấy này em cũng còn mấy cái đấy, 39.000 nốt này. Hàng GE xịn sò nhá. Con này các chị sẽ chốt cho em là A04, 39.000 đồng, A04. A04 và kèm số cho em 39.000 này. Chị nào lấy A04 thì lên đúng mã cho em nhá. 39.000. A04 ạ, 39.000 đồng. Bộ đấy là em 100 đấy chị. Đợt trước em cũng bán bộ đấy rồi. Còn mình lên đúng mã này chưa là A04 cho em. Áo giấy nhá, 39.000 đồng nốt. Hàng GE đấy, hàng đẹp. Và chẳng qua nó còn vương vải một tí, em sale nốt cho mọi người luôn. 39.000 A04 này. A04 là kèm số cho em nhá, 39.000. Còn lên áo vest này em có rất là nhiều, nhưng mà bây giờ em cũng xả nốt. Con D21 này. Chị nào mà hôm nay săn được thì mình sướng. Đấy. Ít người như thế này các chị lại săn được đúng không? Bộ sau comment cho em là em 185.000. Rồi. Con này các chị sẽ lên đúng mã theo là gì ạ? D21 ạ. Em lại xả nốt được khách hàng luôn. Áo vest hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Con này em xả nốt nhá. Con này em còn ít ạ. Em sơ nốt được các tình yêu luôn ạ. Một bao nhiêu ạ? Hôm trước đang bán là 140 đúng không? Bây giờ em xả nốt cho các chị một con áo vest đẹp như thế này. 85.000. Được chưa? D21 và kèm số cho em 85.000 hộ em nhá. 85.000 em sale tất tật tật về tay cho các chị là 85.000. Còn D21 em xem ở trên đây những cái mã nào lông côm này. Áo nỉ mimi vứt này. D21 cho em nhá. 85.000 một con áo vest hàng Quảng Châu. Không phải hàng may mọi người nhá. Mình phải để ý kỹ cho em ạ. Hai bên có vai có đệ. 85.000 cho em D21 ạ. Áp dụng chị nào chia sẻ livestream nhá. Chị nào mà không chia sẻ livestream em xin phép là không có đơn ạ. Con này vest này đẹp lắm. Các chị khoác cho em đơn giản nhẹ nhàng ở ngoài rất là xinh. 85.000 ạ. Làm cho em cái beo ở đây không biết ai là các chị mua bao tiền. Ok chị Hà Tổ có D. Có cả màu kem nhá. Vương Vấn là Trần Gian có mấy con màu kem ạ. Rồi chị nào có logo em mới chốt đơn nhá. Thông cảm giúp em. Tại vì cái hàng này hàng sale. Hay là chị nào có đơn em mới chốt đơn cho mọi người được. 85.000. 85.000 cho em một con áo vest đẹp như thế này. Thật ra hai bên cầu vai là hai đệm cho em như thế này. Được ạ. D21 và kèm số cho em nhá. Còn mấy con em xả nốt được các chị là 85.000 ạ. Được chưa? 85.000 một chiếc cho em. Hai bên cầu vai đẹp như thế này cho em này. Xinh vô cùng cho em nhá. Dã man. Trời ơi. Em mặc các chị lại ngất ngay là không có đơn hàng đâu. Con này là mặc lên là hết. 85.000 cho em nhá. Hai chị ơi, nhìn con D21 của em này. 85.000 đồng. Các chị mà chốt mà không lên đơn nữa là hết hàng nha. D21 85.000 ạ. Rồi, chị Hương Lê một con em chốt đơn ạ. Chị Hương Lê một cái màu kem. Có màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Chị Hằng Sang một cái ạ. Chị Thương Trần ạ. Không có size chị ơi, em không chốt size. Còn mỗi size S thôi. Dưới 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. Rồi, 85.000 cho em ạ. D21 ạ. Hàng 140 em sale có chị còn 85.000 còn mấy cái. Hàng này về 200 cái còn 200 cái đấy, còn ít nhá. Chị Hàng Sang một con ạ, bộ sau là dưới 65 cân cho em. Xinh nhọ, xinh mặc đi làm đi chơi cho em rất là đẹp đúng không ạ? 85.000 một chiếc ạ. Rồi chị Phan Hạnh một con em khoảng độ là tầm 5-6 cái. Đây cho chị nhìn hàng cho em này. Ở đây 85.000 một chiếc áo dạng hàng Quảng Châu cao cấp như thế này. Chị Nguyễn Huệ một con luôn. Rồi chị nào lấy D21 mình chốt cho em nhá, xinh lắm ạ. Đấy, đi làm đi chơi cho em thì rất là xinh. 85.000 đồng ạ. Chị Lê Mì ơi không chọn màu cho em nhá. Chọn màu em không chốt đơn được. 85.000 còn bò em lên rồi. Chất đẹp đúng không ạ? Giờ chị Thơm Nguyễn một con này. Chị nào lấy D21 mình lên cho em nhá. Chị Hài Hai Nguyễn cho em xin số đi ạ. Cho em xin một nút chia sẻ nhá các tình yêu ơi. Đẹp đúng không? Không chọn màu giúp em. Bây giờ không có kem đâu. Chị Hà Hà một con thôi. Chị Tuyên Lê một con luôn này. Còn ba con đó chị nhá. 85.000 em có mẫu luôn. Hết hàng. Hết hàng nha mọi người ơi. 85.000. Con gấu này còn nhiều không? Con gấu này còn mấy cái này. Con gấu này em sale nốt được khách hàng luôn. 79.000. Xả nốt nha. 79.000 đồng luôn. Còn 79.000 cho em này. 79.000 em còn mấy cái em xả nốt nhá. Các chị lên cho em mã này là gì? Mã gì được? Hả? Comment đúng mã cho em là áo gấu 79 đi. Áo gấu 79, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn nhá. Em bảo là hết rồi là mình phải chốt nhanh.
Hàng đấy còn không bao giờ em bán giá đấy, em bán giá lỗ rồi, được chưa? Mình lên đúng mã này cho em là áo gấu nhá, 79.000 đồng. Áo gấu 79 mà không chọn màu giúp em. Không chọn màu ạ. Nó có rất là nhiều màu nhưng mình được màu nào mình chọn màu cho em. Mình được màu nào mình hơn để cho em màu đấy. Có trắng, có kem, có vàng, có hồng. Nói chung là màu nào cũng đẹp rồi. 79.000 đồng cho em. Hàng 125 của em đấy, không phải hàng rẻ đâu. Khách hàng về hàng xem có đúng là hàng 125.000 không. Hàng chuẩn, hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng may đâu ạ. Hàng may ấy chị nhìn biết liền, nên là chẳng qua nó bỏ túi nó hơi nhăn thôi. Áo hàng xịn ấy chị bỏ túi nó còn nhăn chứ đừng nói là áo này, đúng không ấy chị? 79.000 đồng cho em ạ, áo gấu á, rất là xinh. Tình yêu nào đấy áo gấu mình lên đúng mã cho em lại là áo gấu cho em. Lưu ý là mã em không chọn màu nhá. Nó tương chỉ là không chọn màu, bây giờ các chị chọn màu em biết chốt cho ai. Toàn màu đẹp mà. Màu em chọn chỉ có màu đẹp trở lên thôi, 79.000. Đấy, tình yêu nào mà chọn màu em xin phép là không chốt đơn ạ. 79.000 đồng cho em, còn mấy cái em xin phép qua mẫu nhá, hết hàng luôn này. Xả thì là lên mẫu nào hết mã đấy rồi, nên là chị nào có thì mình chốt nhanh. Con này cũng còn đấy con à. Thôi con này chung quy vào cho các chị áo gấu đi. Cũng 79.000 đi. Con này em sẽ chung quy cho mọi người luôn là áo gấu luôn nhá. Thế mọi người đừng có thắc mắc nha. Cho hết cái hàng tay dài xem còn cái gì vương vấn hay xả nốt đi. Đây. 79.000 đắt ông ta. 79.000 cho em nhá. Có cả những cái mẫu như thế này em chung quy tất tật tật alo so được như thế. Đây. Chị nào cảm thấy ok thì mình sẽ chốt, còn không ok mình sẽ không bấm cho em nhá. Tránh nhờ ngày mai là ô chị nhớ lại đã. Say no nhá. Thôi ra. 79.000 đồng thêm. À cái này là mũ đi. Cái này mũ sale mốt. Comment đúng mã cho là áo gấu cho em 79.000 ạ. Khách hàng nào mà có vấn đề thắc mắc thì mình cứ liên hệ cho em. Áo này là không chọn mẫu, không chọn màu, mình ưng thì mình chốt này. Hay con Pokemon. Con đấy là con hoodie. 79.000 cho em nhá. Trời ơi, em đã bảo là đừng có chọn hàng cho em rồi. Chọn hàng em không chốt được mình ơi. Nhá. Chọn hàng em không chốt được đâu ạ. Giá 79.000 là quá ngon lành cành đào rồi. Bây giờ các chị còn chọn mi rồi chọn các thứ thì thôi em không chốt được đâu mình nhá. Mình đợi lúc sau rồi có cái hãng nào, có cái màu nào mà nó đủ màu rồi mình lên cho em cũng được, mình chọn cho em cũng được. Sang con Pokemon đi. Con Pokemon là hôm trước em order dư. Hồi sau đấy là em quên em không bán là nó để trong đấy luôn. Con Pokemon này đẹp này. Siêu đẹp chứ không phải là đẹp nữa. Con này từ 40 cân đến khoảng độ khách hàng là dưới 60 cân mình chốt đơn cho em nhé. Từ 40 cân đến 60 cân khách hàng chốt đơn lên con này. Con Pokemon của em xinh lắm mọi người ạ. Xinh kinh khủng khiếp luôn các tình yêu ơi. Kinh khủng đẹp luôn con Pokemon của em này. Con này đấy trước mình bán bao tiền nhỉ? Ui dồi ôi. Con Pokemon này hôm nay em lại xả nốt cho các chị luôn. Các chị phải bấm ngay vào luôn cho em con này. Con này em xả nốt nha mọi người ơi. Mình được màu nào mình hoan hỉ cho em màu đấy. Ok chưa? Con Pokemon. Pokemon. Con này các chị sẽ lên cho em là con này là N25. Em xả nốt cho khách hàng luôn. 99.000. Trời ơi, một con Pokemon này. Đẹp chưa? N25 và kèm số điện thoại cho em. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. 99.000 đồng cho em nhá. Thấy chưa? N25. Còn chị nào mà đắn đo suy nghĩ em ơi. Cái này bao nhiêu cân vừa là hết. 40 cân đến 60 cân chị gái ạ. Được chưa ạ? Pokemon nhá. Đây. Chưa là đâu, cái này là chưa là bỏ túi nhiều. Ở trạng 40 cân đến 60 cân. N25 em thanh lý nốt thôi các chị là 99.000. Đằng sau của nó in hình như thế này. Hàng đẹp nhá, hàng này là ZZZ đấy. Xinh cực kỳ luôn, cho em mặc quần sóc thì quá là xinh. 99.000 cho em nhá, N25. Có trắng, có vàng, có xanh, có đen. Nói chung là rất là nhiều màu. Cực kỳ là nhiều màu luôn cho em. Được chưa ạ, 99.000 đồng N25. Màu tất cả đầy đủ màu nhá. Toàn cái màu đẹp, đang còn đủ màu hết mà. Hàng này nhập hơn 100 của em rồi, 130 rồi đấy. Bây giờ em sale nốt cho các chị là 79.000. À xanh nhờ. Rồi ạ, N25 và kèm màu cho em lại. À quên, 99.000 đồng cho em N25. Chị nào đến N25 mình lên đúng mã cho em là có đơn nhá. 40 cân đến khoảng độ khách hàng là dưới 60 cân mình chốt đơn. Em ơi, nó đẹp kinh khủng khiếp các bác ạ. Nó đẹp không từ nào diễn được các chị ơi. 99.000 đồng cho em. Con Pokemon này quá là tuyệt vời rồi. Màu hồng, màu kem này. Màu hồng, màu kem thì còn ít nhá. Đây có cả màu hồng cho em nữa này. Dã man con ngan chưa các chị ơi. 99.000 con Pokemon này cho em. Em ơi nó đẹp lắm các chị ạ. Trời ơi hoodie có mũ cho em xinh cực kỳ. Mua cho con gái đi học cũng được. Mà các chị mua mặc cho em cũng xinh nhá. 99.000 đồng cho em. N25.
Chị nào lấy N25 mình chốt là N25 cho em này. 79.000, à quên, 99.000 là một chiếc. Màu nó rất là đẹp và túi của nó là dòng túi zip cho em nhá. Ok chưa? Ai lấy con này mình cố lên đúng mã cho là N25. Sale nốt được các tình yêu với giá là 79.000, à 99.000 đồng. Nhiều khi em cứ nhầm, con này em nhầm vào 130 đấy. Hôm trước bán 160 hay chúng cũng không nhớ lắm, hay là 155 cũng không nhớ, 250. Thôi thôi em cứ sale nốt được các chị 99.000 nhá. Màu vàng này, màu hồng, màu xanh. Màu này mình chốt cho em là đen. Màu này mình chốt cho em là màu trắng. 40 cân đến khoảng độ dưới 60 cân các chị chốt đơn nhá. Ai lấy con này mình vừa chốt là N25 hộ em. Sale nốt được các chị là 99.000 đồng. Đẹp lắm. Con này siêu đẹp, theo logo cho em xịn sò như thế này. Màu đẹp, form đẹp, ok chị Vân Trần có đen này. Con này em ít đen mọi người ạ, không có đen đâu. Hết đen. Con này em hết đen nhá. Không còn đen đâu ạ, hết đen đâu các tình yêu ơi. Bây giờ còn vàng, còn trắng, còn xanh và còn hồng. 99.000 đồng hút đi cho em. Xinh cực kỳ vào đằng sau ấy chị này. Đấy, chị nào lấy con này mình chốt là N25 cho em nhá. N25 và kèm số cho em ạ. Giá đó các chị là 99.000, xinh nhá. Có hồng, có xanh, có trắng và có vàng. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. 60-65 cân mình chốt đơn cho em nhá. Giá về tay các chị là 99.000 đồng thôi. Rẻ chưa ạ? Ok chị. Chị ơi không có đen, chị nào mà chốt đen em xin phép hủy đơn nhá. Không có nhiều. Có hai con bây giờ các chị chốt thì mong không có hàng để gọi. Đấy, đối chặn không có màu này mình chuyển sang màu khác thôi em. Ừ con đấy lên thanh lý nốt. Hôm nay cứ thanh lý hết cho các chị đi. N25 ạ. Vâng em sale hết rồi các chị là 99.000 đồng. Chị nào mà còn đắn đo suy nghĩ là hết hàng. Đây, con này cũng còn ít em sale nốt nhá. Đây, theo logo xịn xò cho em như thế này các chị ơi. Đẹp cho em hết đen rồi mọi người cứ comment đen là không có đơn nhá. Màu này mình chốt cho em là trắng, xanh, hồng, vàng. 40 cân đến khoảng độ các chị dưới 60-65 cân mình chốt đơn cho em. Giá về tay cho các chị là 99.000. Rồi em qua một cái con nó ấm hơn này. Con áo GE hàng xịn xò, hàng cao cấp nhá. Con này hàng đắt của em á. Nhưng mà thôi em cũng sale nốt được các chị luôn con này. Con này em còn ít. Màu trắng đen là chủ yếu. Màu vàng còn mấy con. Con này được 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn con này cho em. Rồi, chị thích đổi sang màu gì cũng được. Có nghĩa là miễn là màu đấy mình còn là mình đổi sang cho em hàng đấy là ok nhá. Rồi, comment đúng mã này giúp em. Lên mã này cho em nhá. Con N09 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn con FF này. Em xả lỗ luôn cho mọi người luôn. Con này em có vàng, có hồng, có đen và có trắng. N09 cho em. Bây giờ em sale nốt cho các chị luôn. Được chưa? Còn ít. Xả nốt 100. Đây, 40 cân đến 60-65 cân. Em xả nốt cho các chị luôn. Được chưa? 119.000 đồng. Con hàng GE này. Đen, trắng, hồng, vàng. N09 và kèm số điện thoại cho em nhá. Con GE đấy. Đấy ạ, con GE em sale nốt cho mọi người là 119.000. Ok chưa các tình yêu ơi, chuẩn GE cao cấp nhá. N09 và kèm số cho em, chị nào tinh ý nhìn phát biết ngay là hàng của nó như thế nào. Đá cho em này. Sắc sắc là nó kêu nhá, không phải là đá và đá ép vào cho nó có hình thức. Đá này chuẩn bị là đá hột cho em, chuẩn sắc là đá hột cho em nhá. N09 và kèm số điện thoại cho em. Màu hồng còn một con. Đấy. Màu hồng em còn một con. Màu hồng chỉ còn một con, các chị nhìn cái đường kẻ vân cho em này. Đấy, các chị ơi hút đi giày em lên rồi tình yêu ạ. Rồi ok chị Thảo Nguyên trắng đen. Giá là bao nhiêu ạ? 119.000. Còn nếu mà hôm trước chị nào biết em bán giá nào là các chị đã biết hàng rồi. Được chưa? Rồi chị Thảo Nguyên trắng đen cho em này. 119.000 đồng cho em ạ. Chị Hà Yến một đen này. Chị nào lấy N09 mình lên đúng mã cho em nhá. 119.000. Có mã quét QR, có mã tem, mã vạch đầy đủ của bên Trung Quốc này. Đây các chị nhìn màu vàng cho em nó rõ hơn nhá. Poppery em chưa lên, hôm nay em không lên đâu ạ. Hôm nay còn cái gì em sale nốt cho các chị lẻ lẻ thôi. Đây, đây các chị được không? Ok chị Cẩm Nhi một trắng một đen này. Một trắng một đen thôi chị Cẩm Nhi này. 119.000 không đấy thì lấy cái gì. Áo dĩ nhiên em còn nhưng mà không biết còn loại nào. Thật ra lên đúng mã cho em nhá. N09. Màu rất là đẹp. Rất là tây và rất là đỉnh luôn. Màu nào cho em cũng đẹp, màu nào cho em cũng xuất sắc luôn. Được chưa? Ok cho chị Mai Linh áo cưới màu đen màu trắng này. Bây giờ em còn ít nhá, còn mấy cái vàng. Còn mấy cái vàng thôi. Em có bán tất trục, tất gì cũng có. Rẻ có, đắt có, cái gì cũng có luôn. Ok chưa? Con này còn ít nha. Đây có màu đây. Đi thêm
em với chị xem là còn những cái nào lặt vặt đi, còn ít sale nốt đi. Còn cái áo nỉ này, trên cái kệ này, hay còn cái gì lặt vặt bên kia kệ á, rồi quần kiếp các thứ ấy. Ở chỗ Thủy nó mới xếp áo dạ lên, có mấy cái áo nỉ nó lặt vặt đấy. Lên đúng mã hay là nó không chín em nhá, tất thì tất dày rồi, anh có tất mỏng đâu ạ. Không có tất mỏng luôn, chỉ có tất dày nhá các chị ơi. Làm gì có tắt mỏng. À lên con này. Xít nữa thì lấp lắp mất cái con này của em. Xít nữa thì lấp mất con này. Rồi dạ. Rồi. Nhanh cho em thì được mà chậm tay thì hết nha mấy chị ơi. Chậm tay thì hết. Con này à, lên lên. Con này có mẫu ở trên tường em. Mẫu ở trên tường. Rồi đây chị xả nó cho khách hàng đi. Đúng không? Có cái bản là đúng không? Không có à? Rồi. Cái này là một cái hộp bánh chứ. À lúc trưa. Rồi con này có ít nha các chị ơi. Con này máu luôn. Chơi luôn nha các chị, con này chiến luôn. Vừa bán vừa tặng nha các chị luôn. Con này từ 40 cân đến 60 còn bao nhiêu em sale hết. Buổi nay em sale hết. Nên là bây giờ sale bây giờ thì các chị chốt được. Còn đông như hôm qua thì không chốt được đâu. Hết hàng luôn, mình không đến. Ê ơi, con áo đá của em tuyệt vời không mặt trời. Có hai màu cho em là màu đen và màu bạc. Màu bạc và màu trắng. À màu bạc và màu vàng. Con này từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em. Con này mình sẽ lên, con áo giữ nhiệt này cho em. Vừa là áo giữ nhiệt, vừa là áo kiểu cách nhá. Con này mình sẽ lên cho em là T17 và em sale nốt cho các chị là 89.000. Một con áo Hồng Kông cao cấp xịn sò từng mm cho em như thế này. Nhũ đá cho em các tình yêu này. Đấy ạ, con T17 và em xả nốt cho các chị là 89.000. Khoác nỉ comment cho em là K255. Giá là 249. Còn mình lên đúng mã này cho em là gì ạ? T17 cho em. Bao nhiêu tiền ạ? 89.000 em tặng nốt 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn nhá. Chị nào lấy con này mình lên đúng mã cho là T17 ạ. Có màu bạc và có màu vàng. Em ơi, con nhũ các chị này nó xuất sắc này. Hàng Hồng Kông cao cấp cho em nhá. Hàng này không bao giờ các chị mua dưới 400.000. Bên trong có trần lót cho em mặc nó ấm kinh khủng luôn. Được chưa các chị ơi? Giá về tay cho các chị là 89.000 cho em. Hàng 140 đấy. Hàng này 140.000 của em. Nhưng mà thôi em sơ nữa là các chị là 89.000 nhá. 89.000 đồng một chiếc này. Đẹp chưa? Chất siêu co giãn cực kỳ cho em. Từ 40 cân đến 60 cân các hàng chốt đơn. Con này có ít nhá. Rồi chị Lồng Nguyễn một con vàng này. T17 cho em. Bác nào lấy T17 mình lên đúng mã cho em ạ. Túi của nó là túi zip cho em, không phải là túi bóng mờ hay túi bóng thường. Từ 40 cân đến 65 cân em đều có size nhá. Tặng nốt cho các chị là 89.000. Chị nào lấy T17 mình lên đúng mã cho em là được. Chất đẹp quá. Đang bán là 398 tệ đấy. Cái này đang bán là 398 tệ. Bây giờ em xả nốt cho các chị là 89.000. 89.000 cho em nhá. T17 lên đúng mã cho em là T17 cho em là có đơn. 89.000 đồng ok cho các chị. Chị nào lấy T17 mình lên mã cho là ok nhá. 89.000. Đó. Màu nào cho em cũng đẹp và màu nào cho cũng xinh, hai màu. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 89.000 đồng. T17. Con này còn ít này. Cổ 3 phân này. Cổ 3 phân con này cũng còn ít. Con này không biết là có về thêm được hay không. Thôi cứ lên trước đi. Cổ 3 phân cho em nhá. Áo len cổ 3 phân. Áo len cổ 3 phân cho em con này. Từ 40 cân đến 60 cân ạ. Con L206. L206 cho em nhá. 89.000 một con áo len cổ 3 phân. Có kem và có đen thôi. Bây giờ còn hai màu. Chị nào lấy con này mình chốt là L206 cho em nhá. 89.000. 40 cân đến 60, 65 cân cho chị chốt đơn ạ. Có màu đen và màu kem. Mã E100 cho em nhá. 85.000. Đây các chị ơi. Cổ theo cho em rất co giãn nhá. Giá cho các chị là 89.000 con cổ 3 phân. L206 và kèm số cho em. Con này có ít. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. Lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em, rất co giãn cực kỳ. L206 cho em 89.000 đồng. Chị nào lấy L206 mình lên đúng mã cho em nhá. Áo sọc đấy là 215.000 cho em. Comment cho em là L134. Còn mình lên đúng mã này cho em là L136 cho em. À L206 ạ, 89.000 nhá. Áo len cổ 3 phân. Chất đẹp lắm các chị ơi. Chất rất là đẹp cho em. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em con này này.
Đó. Cổ cao cho em nhá. Chất rất là đẹp luôn. 89.000 con này thôi. L206 á, chị nào lấy L206 mình cứ chốt góc cho em nhá. Cổ 3 phân. Cổ 3 phân là các chị hay hỏi đấy. 89.000 nhá. 89.000 cho em, áo nam em không. Áo nam em hết rồi. Con này là cổ 3 phân. Con này còn mỗi màu bao nhiêu? Con này em còn nhiêu đây, em trả nốt cho các chị luôn đi. Con này em sale nốt cho các chị con này luôn nha. Sale nốt cho các chị con này. Đẹp chưa? Đơn giản nhẹ nhàng. Chất rất là đẹp luôn cho em con này. 40 cân đến 60 cân nhá. Con T29. T29 và kèm số cho em nhá. T29 cho em màu này, mình sẽ chốt cho em màu này là màu T29 màu ghi đậm. Màu xanh, màu kem, màu trắng. Em xả nốt con T29 này về tay luôn. Xả nốt được các chị luôn. 79.000. Một con T29 đẹp như thế này. Len nhá mọi người, len nó là len siêu cấp, không phải len vớ vẩn. Có ghi này, có kem này, kem nhạt, kem đậm, có trắng này. Còn hai màu này là màu nâu này. Có nâu cho em này. Có nâu, có ghi, có trắng nhá. Có kem nhạt nhá. Ở chung là xả nốt 79.000. Tay dài màu kem, em không nhớ mã nào. Con này sẽ là gen mã đúng cho em là con T29. Em sơ nốt được các chị là 79.000. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn em con này. Rất là đẹp cho em nhá. T29 ạ, 79.000 một con áo lên hãng ạ. Con này nếu mà các chị mua ở ngoài ấy, con này cứ rơi rộng là hơn trăm. Hơn trăm rồi tầm 180-200 đấy. Tại vì đầu trước em mua cho mẹ em là con này là 101. Mua cho mẹ em đi chơi con này là 101. Chất lên y xì, không khác gì hết. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn em. Lên đúng mã cho em con này là T29 ạ. Giá là 79.000 em sale nốt. Đẹp lắm các chị ơi, màu này. Màu nào cho em cũng đẹp nhá. Màu em mặc là ghi, kem, trắng, nâu. Được chưa? 79.000 cho em nhá. Con này là T29, 79.000 đồng. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. T29 ạ. Áo da em không có ạ. Áo len cọc tay là các chị khoác áo khoác bên ngoài cũng xinh. Áo da em đang để đóng đơn cho khách rồi. Chị nào lấy con này mình sẽ chốt là T29 và kèm số điện thoại cho em nhá. T29 á, tình yêu nào lấy T29 mình lên đúng mã cho em là có đơn xinh mà. Các chị ông thích áo len tay cọc à? Tay cọc thời tiết này quá đã ấy các chị ơi. Giá về tay này, lại lên một cái con thôi. Con này lại lộn vào đây rồi. Lộn xì nghèo hết. Ở đó T29 cho em nhá. Tình yêu nào mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là có đơn. Giá này giật mình. Giá siêu rẻ luôn, trời đất ơi. Cùng một mã này, cùng một mã này. T29 ok ạ. Chị nào là T29 mình có chốt là T29 em là ok nhá. T29. Áo này còn mấy cái còn nốt. Tặng nốt cho các chị luôn. Con này em còn mấy cái em tặng nốt nhá. Con áo tay dài của em còn mấy cái tặng nốt. Quần jean em có em lên rồi. Nói lên quần gì nhưng mà các chị có chốt đâu. Hay là không nên theo yêu cầu khách. Có cái gì lên cái đấy. Có cái gì lên cái đấy nhá. Có một cái mã áo nỉ màu đỏ chân cùng không. Bên cạnh áo nỉ màu xanh ấy chưa bán bao giờ ấy. Nỉ nam ấy à, không cái màu đỏ ấy chưa bán luôn ấy. 40 cân đến 60 cân nhá. Con này còn mấy con em xả nốt. 49.000. Con T13. Em xả nốt 49.000 đồng con T13 này. T13 và kèm số cho em nhá. 49.000. Thân dài thì không còn con nào hết. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn em con này. Hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Sale đó là có chỉ là 49.000. Đấy ạ, 49.000 cho em con này. Con T13 của em nhá. 49.000 đồng T13. Rất là đẹp, chất của nó rất là xịn sò luôn. Chị nào lấy T13 mình lên đúng mã cho em là được. 49.000. Áo tay dài nhá, chất đẹp. Áo này vết tè là nhà hôm trước bán 80.000. Bây giờ còn mấy cái sale nốt 49.000. Được chưa các chị? Chất đẹp nhá. Hàng không phải là hàng giấy đâu. Hàng này là cốt tông đẹp cho em. Chuẩn hàng tàu đấy. Chị nào lấy con này mình lên đúng mã cho em là T13. T13 và kèm số điện thoại cho em. 49.000 một chiếc ạ. Rồi ok chị nữ đào một con ạ.
Chị nào lấy T13 mình chốt đúng cho em nhá, 9.000 đồng. Rất đẹp ạ. Rất siêu siêu đẹp cho em, con này còn chục con nữa. T13 chị Nữ Đào có này. Chị Lê Hà có luôn cho em, toàn hàng Hồng Kông, hàng mềm thôi, không có hàng vớ vẩn nhá. Rồi chị Nhân Ái Trinh một con ạ, 49.000 đồng cho em nhá. Một cái em vẫn ship đơn nha mọi người ơi. 49.000. Rồi con T13 chị Thanh Huyền một con này. Đẹp lắm, giá của nó mang đây rất là xinh. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em nhá. 49.000 đồng ạ, rất đẹp chưa. Rất siêu siêu đẹp cho em đằng sau này. Ở chung chất này là cực kỳ đẹp nhá. 49.000 ạ, ok chị Thảo Nguyên một con này. Đẹp lắm, hàng con như thế này. Vì sao mà khách hàng nhận hàng tôi cần mê. Giá rất là rẻ luôn, 49.000 đồng cho em nhá. Con T13 đẹp đúng không, chất đẹp kinh khủng khiếp các chị ạ. Mặc dấu quần cho em được, serving cho em cũng được. Mình thích mặc dáng như thế nào cho em đều rất là ok nhá. Giá về tay cho các chị là 49.000 đồng cho em. Rồi, rồi bác Huyền lên một con luôn. Đẹp lắm. Con này còn mấy con thôi mà chị nào mà không nhanh tay là hết. Đẹp nhá. Rồi chị Thu một con luôn này. Cho em xin số lại nhá. Về thấy cái giá đừng có giận mình quá. Vì sao em xả lỗ như thế nhá mọi người. Con này xinh lắm, duy nhất một màu trắng thôi. Có duy nhất một màu trắng cho em nhá. Ok chị Hồng Thúy một con luôn. 49.000 đồng ạ. Các chị không nghe nhầm đâu, 49.000 một chiếc thôi. Ok chị Cherry Bùi một con này. Con này em còn ít không còn nhiều. Em mà bác nào lên mã trước thì có đơn trước. Hay có mấy cái. Sau này em còn 4 cái này. Sau này em còn 4 cái nhá. Ok. Chị nào lấy con này mình có lên cho là T13. Trả nốt 49.000. Cáo dây này hơi bị tốc đó. Áo phao này vẫn ui dồi, lại còn mũi màu hồng ở đây. Con này em còn 4 cái nhá mọi người ơi, phao này siêu ấm rồi. Nặng ghê luôn. Con E38. E38 các chị ơi, 349.000 con E38 nhá. Chị nào đấy E38 mình lên đúng mã xem là E38 và kèm số cho em. 349.000 E38. Chị nào đấy em ăn chơi chứ không? E38 này, cái con này còn nhiều không? Cái con cổ. 349.000 E38. E38 đây em ạ. 349.000 E38. Thì lại mua cho người yêu cả lên đó là mấy đứa mặc. Tao thừa biết. Con này mình sẽ lên cho là E38 này, 349.000 cho em, chắc mạnh quá mặc bộ lông thôi. 349.000 cho em E38 nhá, con này siêu ấm á. Một cái bản này các chị mua 1.3-1.4, được chưa? Con này em khoảng độ là 4 cái á, không có cái thứ 5. Rất là đẹp cho em luôn. E38 chưa mai em còn xả nhiều cho các chị. Chưa mai em xuống cái vị trí đắc địa là thôi, còn cái gì em xả nốt em về quê. Máu về quê lắm rồi. E38 cho em 349.000 ạ. Phao Đại Hàn nhá, chị nào mà thích phao Đại Hàn thì mình chốt cho em phao này, được chưa? Tứ cái mọi người ơi, tứ có 4 cái thôi nhá. Đấy, không đứng không uống cốc, không đứng mua cà phê đâu. Lên đúng mã cho em là có đơn, E38 á. 349.000, ok chị Huệ một con ạ, chị Thanh Nhàn một con ạ. Rồi 349.000 cho em rẻ đúng không các chị, nặng lắm, con này siêu nặng lên mà ấm. Bên trong là trần, toàn bộ là trần như thế này cho em này. Em ơi chị ơi, 349.000 mua được con áo phao dáng dài bây giờ hiếm lắm ý. Chị nào mà không nhanh thì hết, được chưa? Rồi, con này còn bao nhiêu mà ngày mai em gửi về cửa hàng là sạch nha các chị ơi. Bây giờ cuối buổi mới còn, chứ làm sao mà đầu buổi là còn con này. Con này hôm trước lên cái mã là gì nhờ? Sáu tăm đúng không? Con này chưa bán đúng không? Xả hết rồi các chị luôn. 49.000. À 59.000 cho em với. 59.000 cho em mã số trên là 6 tăm. Tay dài nhá, như có con tay cọc ấy. 59.000 đi. Bộ nhung em chưa, tắc biên còn chưa cả về, còn chưa cả trả đơn cho khách cơ mà. 189. 189. Xả bao giờ? Trước bán 199 ấy. À thì con này 199 mà. 6 cái mùi cục cờ ấy. Comment đúng mã cho em nhá. Không, dạ, cái đó tay dài. Tay dài,
tay dài tay cọc Alonso một mã luôn đi cho nó nhanh. Lại có con tay dài. Ôi tay dài tay cọc cho các chị 59.000 đi. 59.000 hết rồi. Cho nó máu đi. Nhờ. Còn mấy con trai nó gọn cái mấy cái lông côm này. Phân ra một buổi bán thì lại không có đủ hàng để chốt đơn nữa, cứ bán lai dai. Hôm nay tặng nốt cho các chị đáng nghĩa phải viết cái caption hôm nay là xả lông côm. Mới về thêm mỗi size 50, size M, size L 50 kìa. Thế đếm lại thôi. 59.000 cho em nhá. Thì lấy về rồi đâu phải order nữa. Hiện tại là trên này không còn một cái size nào còn còn cái nào hết. Âm về. Hôm nay mới trưa nay đấy chị. Kiểu như mọi người chốt âm xong mình lấy về xong nó đã âm. Đó thì cứ M là 100. Ôi cứ may nó báo hàng rồi. Rồi M là 100 rồi đấy. Ok chưa? M cứ nhập vào đến 50, L 50. XL với 2X đang còn đấy. 6 tăng cho em nhá. Ôi dồi ôi, 59.000 mà các bác còn chọn màu nữa. Em ra sông, cả nhà em cần sông. Em ra đêm ở à. Thôi cái chị ơi, mình cứ chọn hết tay dài rồi tay cọc cho ai. Chị nào chọn em không chốt đơn, được chưa? Nha. Bây giờ bán 59.000 một cả ná rồi tay dài rồi tay cọc rồi màu đen rồi màu nâu ở đây. Thì thôi em xin phép không chốt đơn được. Em ơi các chị như thế thì em biết những cái con cọc tay, những cái màu kia em chốt đơn cho chị nào. Bây giờ mình hoan hỉ thì mình chốt. Mình đừng ngày mai mình đừng làm khó nhân viên nhà em nhá. Nhiều bạn em thấy là các chị ơi bảo khách là không comment mã các thứ, không comment màu rồi. Các chị cứ đòi bằng được cái màu của chị thích. Bây giờ mua giá bao nhiêu em? Hôm trước nhà mình bán 89, nhà mình xả có 49 chị ạ. Đấy, vẫn đòi bằng được cái màu chị thích. Thế thôi mình đòi màu mình mua giá 89.000 cho em là ok hết, được chưa? Đây. Được chưa? Được chưa các chị ơi? Lưu ý là không chọn tay cho em nhá. Chị nào chọn tay em không chốt đơn. Được ạ. À dạ, rồi ok, xảo tăng đây mà các chị lên đơn như 10. Nói thế thôi, không có tay cọc đâu, em hù các chị đấy. Có hai con tay cọc còn đâu là tay dài. Làm gì các chị, lại sợ. Có mỗi hai con tay cọc thôi, còn đâu là tay dài hết trơn. Em ơi, con này khoảng độ bao nhiêu con em này máu luôn đấy các chị. Toàn tay dài đấy. Đấy đùa các chị tí, toàn tay dài mà. Ê, chẳng qua nữa lông côm. Tức lắm rồi, con này không bao giờ tao mặc lần thứ hai ấy. Không tìm được cái áo nào mà nó con nó chắc là người mình chưa đủ. Áo len kẻ comment cho em lại là gì nhá. À con L134 mấy cái gì. Rồi đồ bộ là 85.000 cho em. Con áo tay dài này em lại bán tặng nốt. Con này hôm trước chị bán bao tiền nhở? Thôi xả nốt đi anh vui. L192 em lại vừa bán vừa tặng các chị ngày hôm nay. Một con áo len tay dài màu trắng ạ. Giá sale các chị luôn. L192 đang bán là 100. Em sale các chị còn 69.000. Còn 5 con, 6 con gì đấy. L192 69.000 cho em một con áo len tăm đẹp như thế này. Cúc của nó là cúc, cái này là cúc hến nhá. Cúc hến thì các chị giống như nhìn ở ngoài giống như cái vỏ, cái vỏ ngọc trai ấy, cái vỏ con hến của em gọi là hến nhưng mà thực ra là cái vỏ sành gì ấy, nói chung là cái vỏ sành ấy. Là 69.000 cho em nhá. L192 lên đơn như mưa rồi các chị ơi. Ok. Rồi con này có nhiều không em ơi? Chị Minh Ngọc một con này, chị Nhân Ái Trinh một con này. 69.000 cho em nhá. 100k sale còn 69.000. Ôi giời ơi, chất co giãn 4 chiều, 65 cân các chị còn mặc vừa. Béo như em còn mặc đẹp các chị ơi, sơ vin cho em cũng được này. Thả buông cho em cũng được, mà mặc cái kiểu gì cho em cũng xinh là 69.000 nha. Chất siêu siêu đẹp luôn. Và cái này co giãn, cái này là cái gì nhỉ? Cái cúc của nó là cúc giả cho em đấy. Cúc này là cúc giả cho em nhá. Đây các chị ơi. Đẹp chưa? 69.000 mặc nó không lo bị hở này. Quay ngang quay dọc nó không lo bị hở ạ. Được chưa? Lên áo lên đẹp em nhé, em không có định nghĩa lên xấu. Mình thích mẫu nào mình chốt thôi nhá. Nhà em đã chọn là không có mẫu lên xấu tình yêu ạ. Rồi chị Văn Thanh một con ạ, cái nào cũng đẹp. Thế là tùy mắt từng chị. Rồi chị Nguyễn Thùy một con luôn cho em. Ở dạ 69.000 cho em nhá, đẹp lắm các chị ơi. Rồi chị Băng Như cho em một con này, L192 cho em 69.000 đồng. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn.
60-65 cây mình chốt đơn co giãn 4 chiều cho em nhé. Chị Xiao Trang Trung Trần một con 69.000 cho em ạ. Tinh chưa? Quá đẹp, quá mơ mộng, tuyệt vời ông mặt trời. 69.000 cho em nhé, chất đẹp lắm. Con này mang tên là chất đẹp các chị ạ. Đẹp cực kỳ. Nhưng mà chẳng qua em bán rẻ thôi. Mơ mơ em còn đấy. Còn nhiều người đằng khác. Nhờ để mai em cho nhân viên kiểm tra. Chiều mai chị em mình sẽ bung lụa nhá. Giờ chị Nguyễn Linh có luôn cho em 69.000 đồng khách hàng thôi. Mê ly hoặc đời luôn cho chị tiếp áo len đi. Con này còn nhiều không? Con này em lại còn 20 con nhá. Rồi đúng rồi, áo em mặc là L192 ạ. Con áo len thổ cẩm hàng siêu cấp VIP và có luôn hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đây. Một con bản áo lụa cho em cổ lọ nha. Ôi giời ơi các chị ơi, con Gibbon Tree. Kéo lên này rồi. Kéo lên này giống chất nhưng chết thiền với mày đấy. Em tức lắm ấy con. Con này em tức ghê luôn ấy chị ơi, con này có 20 con. Anh ơi cho em con này 20 con với. Con này này. Con cổ lọ này này. Không. Thế nó ở đâu cho em với? Chiu chiu, con này xinh cực kỳ cho em. Con này từ 40 cân đến 65 cân khách hàng cho đơn cho em ạ. Eo nó ấm lắm các chị ơi. Nó ấm kinh khủng khiếp mọi người ạ. Tang maxi sò cho em nhá. Đó là 60 bao nhiêu cotton và em có ít ạ. Con này em có 20 con nha. Con áo cổ lọ hàng 150.000. Bây giờ còn mấy cái em sale đốt cho các chị luôn. Con L18 nghe rõ giá cho em 109.000. Con này túi zip cho em nhá. Đấy ạ, con L18 ạ. 109.000 các chị rước ngay cho em con áo này hộ em với á. Đẹp hơn cả áo giữ nhiệt mình ơi. Áo len giữ nhiệt không em, không có định nghĩa là áo len giữ nhiệt. Một là áo giữ nhiệt, hai là áo len, không có định nghĩa áo len giữ nhiệt nha chị. Áo nào mặc lên áo len là giữ nhiệt rồi. Bây giờ các chị ơi, áo len giữ nhiệt là em chưa có thấy định nghĩa đấy. Ôi giời, cái cổ lọ cho em 109.000 hàng hãng ạ. Ok chị Phan Hạnh một con. Rồi chị Hàng Trần một con. Chị Hà Yến cho em một con luôn, 109.000 cho em kín cổng cao tường. Chị Lê Hà một con ạ, chị Thanh Thanh Bình một con, đẹp lắm các khách hàng ơi. 109.000 một chiếc ạ. Em mà bán lúc nãy là hết hàng nhá. Con này các chị không có hàng đâu, đẹp lắm. Con này rất là xịn, mặc lên nó ấm lắm. Cái cổ cao này, kín cổng cao tường em. Ok chị Thảo Nguyên có ạ, 109.000 cho em. Ở dạ, 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn cho em. 109.000 đẹp nhức nách. Ghi vườn chi, cái chữ nó đẹp đằng sau nó trơn như thế này thôi. Chị Vũ Lương một con, chị Lê Nga có đơn hàng ạ, 109 ạ, chị Văn Thanh có hàng. Ở dạ, chưa thấy bên em chốt cho em xin lại số đi nhá. Đơn hôm qua bếp em còn chưa chốt xong, chị Áng Sang có luôn ạ, 109.000 cho em nhá. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt ạ, túi là túi zip cho em này. Đã man chưa ạ, chị Ngô Duyên một con này. Đây ơi chị ơi, nhìn con hàng của em vẫn nằm trong cái túi như thế này mà bán 101 ạ. Cổ cao ạ, thích thì mình bẻ cổ cho em nhé. Đấy. Đấy, xinh chưa? Đơn giản nhẹ nhàng, chị nào béo gầy vẫn mặc được. Giá là 109.000. Chất len nó phải gọi là dày sụ như thế này nó mới chịu được các chị này. 109.000 cho em mã L18 ạ. Chị nào lấy L18 mình lên đúng mã cho em nhé. 40 cân đến 65 cân ạ. Bên em giao hàng qua GNT Express. Đấy ạ, L18 cho em nhé. Ok chị Minh Ngọc luôn này. Con này em có cả 20 con thôi. Em không có nhiều có tình yêu ạ. Có 20 con. Đẹp lắm. Này. Hàng nó phải nút luồn luồn hàng xịn sò như này cho em. Hàng xịn như này em ơi. L194 này. L18 cho em nhá. Chị Minh Ngọc có luôn. Giá là 109.000 ạ. Đẹp nhở, 109.000 một chiếc em, quá đẹp luôn. Đồ bộ em ít lắm, đồ bộ phải mai. Chị nào lấy L18 mình lên đúng mã cho em nhá. Cổ cao em thích những cái dòng cổ cao như thế này. Em rất là thích những cái dòng cổ cao như thế này, rất là ấm luôn, rẻ mà nó đẹp mà nó sạch, đúng không? Chị nào mà làm trong những cái chỗ nào mà nó hay bụi bẩn ấy
mình mặc cho em những con áo này vừa ấm vừa sạch, không lo về nó bị bám bụi các thứ đúng không? Mà nó bền, nó ấm, kín cổng cao tường như này luôn. Giá rất là rẻ luôn, 109.000 cho em nhá. L18 ạ, à, tình yêu nào lấy L18 mình chốt cho em. Lên con áo mang tên là huyền thoại nha em. Nhắc đến nhà em là phải nhắc ngay vào luôn đến con này của em rồi. Quá đẹp con này. Đây bán nó không biết chán ấy. Bán không hề biết chán là như thế nào. Không bao giờ biết chán luôn. Nó đẹp. Con này em cũng không còn nhiều. Có mỗi hôm nó trả cho em được một tí, rồi hôm sau nó lại trả tiếp một tẹo. Con này thì siêu đẹp rồi. Làm sao mà thấy ảnh nhiều mới biết giá tiền. 56.000. Ê, tối qua chứ. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Từ 40 cân đến 60, 65 cân các chị chốt đơn em quần áo len này. Con áo len này mình sẽ lên cho em là L194, em xả nốt 89.000. L194 một trong những cái bản em rất thích là bán. Em thích cực kỳ á chị. Mỗi livestream nào em đều bán. Em nghiện nó rồi ấy, thật sự luôn. Quá rẻ. 89.000 cho em nhá. L194 40 cân đến 65 cân bao nhà đều mặc vừa. 89.000 cho em còn chưa cả là đâu. Chưa cả giặt luôn. Con này các chị giặt rồi là lên thì nó đẹp tuyệt vời. 89.000 cho em nhá. Móc miếc của nó cẩn thận như thế này cho em này. Đây. Nhận được hàng là móc có cái luôn cả kèm minh họa thôi. Minh họa là sẽ có cái móc, có cái không cho em nhá. 89.000 ok chị nữ đào một con này. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em con này đẹp. Nói chung con này xuất sắc. Nói chung là bán con này chị nào nhận hàng con này cũng sướng. Tại vì thứ nhất là quan trọng nó chất đẹp, chất dày, mặc nó ấm, mặc nó mịn và mặc nó sang, cổ cao, kín cổng cao tường. Ví dụ như chị nào mà đi làm ấy, mình đi làm đúng không, mình mặc cái con áo len này nó hợp thời tiết và nó ấm lắm. Chị mua áo này rồi thích lắm. Em cảm ơn chị Vân nhá. L194 cho em, 89.000 là giá em sale. Chứ bình thường các chị mua áo len này ở ngoài làm gì có tặng. Giá 89.000 đồng các chị ơi. Không ạ, ok chị út cô một con rồi chị nữ đào một con. Nói chung con này đẹp. Mỗi một cái nó túi xịn như này này. Cái túi này nó lại kèm như các chị có hình ảnh cái túi như thế này. Có cái có thì có cái không nhá. Có cái khó không cho em luôn. Được chưa? Đấy. Chị nào lấy con này mình có chốt là L194 cho em nhá. Ok chị Thanh Hà có luôn cho em này. 89.000. Chất đẹp, cổ cao. Con này nếu mà chị nào mà chưa mua thì có thể tham khảo khách nhà em mua rồi. Con này em bán rất là nhiều. Không nào không gọi nhiều, con này nhiều lắm. Nói chung là con này dễ bán. Và các chị mua về cũng thích và muốn mua thêm. Giá của nó thì rất là rẻ luôn, 89.000 một chiếc. Rồi thôi, rẻ bằng cái áo phông. Mà mình mua ngay được con áo len này. Em ơi áo len dày như này mà mũ nhung. Không em hết rồi, em hết con đấy rồi. Hết con đấy rồi, thích thì ngày mai mới về thêm. Ờ chị xong hòm một con chị Khánh Vi cho em xin số được không? L194 cho em nhá, 89.000 chất đẹp. Chất rất là đẹp cho em, màu đẹp, phong đẹp, dáng đẹp, chất đẹp. Ok chị ạ, chị nào lấy con này mình lên đúng mã cho em nhá. L194. Mũ chị bán bao nhiêu một cái? Ơ cái mũ đấy còn chốt không? À mũ đấy để trả cho nó đi. Màu đấy thôi à? Đưa cho chị màu đấy, để trả cho cái bài màu trắng. Mình bảo lấy màu kem mà lấy là màu trắng. Mũ là tùy từng loại chị ơi, mũ nổi là 89.000, mũ dạ 59.000 rồi mũ lông trổ 89. Con này là M3 của em này. M3 89.000 mũ nổi ạ. Chị nào lấy M3 mình chốt là M3 cho em nhá. Bên trong nó có rút dây này. Đấy, bên trong có rút dây cho em. Khăn em chưa về ấy, nên em chưa bán. Có cái bọc khăn ở chỗ lân nha, lấy cho ai đây? Thì mọi người đem lên đó cả tất nữa. Em không hề hết thì luôn. Rồi mà để đó mà mặc mà đội hết nha. Tao thấy là có mấy cái khăn đấy. Không phải đâu mọi. Tắm không? Tắm không? Mọi người đem lên đó mà. Xong mọi người vẫn lên lấy hàng mình thôi mà. Đất địa. Đất địa đây cho mấy. Chua. M3 cho em. À chú ơi chị cái này gửi vào anh đi, tí nữa chị bảo nó chị không lấy màu trắng rồi nó lấy cho mình màu trắng, tao lấy màu kem mà, chứ còn ngáo đi. M3 cho em nhá. Ngày xưa đi học thích những cái mũ như này cực kỳ. Cái này có cả màu trắng ấy chị, những cái này xả tóc đẹp hơn theo kinh nghiệm của em. Rồi. Mặt tròn, đổ mũ mặt tròn.
chị không thích tình yêu ở đâu hết. Đây nè. Ôi cái màu này có ít thôi, đưa cái màu trắng này. Chứ chị kêu để đuổi. Thì là đưa cái cục trắng thì đuổi. Đưa cái màu trắng này, chị nào chốt trắng thì chốt. Không thì để đổi sang màu khác. Đây bên trong có rút dây cho em nè, 89.000 thôi. Mũ này hứng tất cả các tình yêu của chị vào đây. Ví dụ như tóc có rụng này. Thôi nha em. Nếu như chị nào mà hay có gầu này, gầu á thứ ấy. Đấy, cái này không có cả màu đen, cái này không có đen. Cái này có trắng thôi em thôi, kem trắng thôi. Thế là mình hứng tất cả vào đây cho em. Giản ông rất là dễ. Em rồi, màu kem và màu trắng em có chị nhá, M3 89.000. Ít nhất các chị mua ngoài shop là 150, yên tâm. Thế ở màu trắng thì chị nào thích trắng thì chốt trắng, không thì em trả cho người ta này. Con này nó ngáo, chắc là lúc sắp hàng của mình nó bị đơ mà. Đây, M3 cho em xinh chưa? Màu trắng blue, cô giáo. Đây, chị nào lấy M3 mình chốt là M3 cho em nhá. M3 và kèm số điện thoại cho em là có đơn đó chị ơi. Thôi, con đấy để đang chốt. Đây, con còn dư mà. Không có tay. Thôi hôm nay tao tao mày lắm rồi. Còn về trước kìa kia, hình dạng cái lông. Lông như lông. Tao đang like. Tao đang like, ok. M3 cho em. Một cười to lắm. M3 cho em nhá. Thì đây chào làm một. Chị ấy bảo là lông như lông chồn. Chưa đến xong. Này, đưa cả cái mũ lông chồn vào đây. M3 cho em, chúng ta đảo. Hay các chị có bị rụng tóc không? Em cũng bị nè. Em hướng tất cả các tình yêu ở đây là gì nữa à? Nào. Đưa cái con mũ lông chồn này. Rồi lên mũ nổi rồi các chị nhá. Mày bích quá rồi. Còn em thì không lên đấy chứ. Nhưng nghĩ là hàng đang còn nhiều. Nhìn hàng mà sợ. Nhìn hàng mà em gầy luôn trong khi em không đi tập nha. Đưa mũ chồn em ơi. Hay các chị mua ủng hộ em đi để em có tiền về quê ăn Tết Dương. Không biết mấy chị đỡ đâu, còn hai màu. Cái này còn ít nữa. Cái này còn màu đen à? Còn màu đen, màu xanh. Cái này em còn hai màu nhá. Choàng. Cái này còn mỗi hai màu thôi, đen và ghi. Hôm sau không phải đen ghi nữa. 69.000 một con choàng này. Mã số trên là A21 ấm lắm. 69.000 cho em nhá, A21. Lô sau sẽ không phải đen và ghi đâu ạ. 69.000 đồng cái này nó bán buôn bét nhất ở ngoài chợ 70.000. Đến tay các chị phải ít nhất là 100 chứ. Ở số nó phải lãi được ít nhất là 30-40.000. Bù chi phí khách đến thử hàng khỏi ngay rồi. Rồi nó tiếp khách cái thứ đúng không các chị. Nói chung cộng vào hết rồi, M3 cho em. Không em không lên tắt luôn nha. Tắt còn ít lắm. Đây còn luôn cả hai cái. Bị ngao rồi, hôm nay bán hàng đi kiểu bị ngao ấy chị ơi. M3. Chị nào ơi. Chị nào lấy M3 à, quên A21 chứ. 69.000 cho em nhá, có màu ghi không? Hai màu. Chị nào lấy M3 mình chốt là M3 cho em. M3. Ở chợ à quên, A21, sorry mọi người, ngàn lần xin lỗi các chị yêu. Cái này chị chưa bán. Thôi tôi tao tao mệt lắm rồi. Con xoàng. 21. Chị comment là chán quá. Con xoàng đi. Màu ghi vào màu đen. A21 em nhá. A21 chỉ là lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy. Đen thì nó sạch, các chị mua đen thôi các bà ấy. Em gửi về cho bà em một cái mà. Các ông ấy, bà, ông các thứ mình về con này mình. Được chưa? A21 cho em ấm lắm. Ấm siêu ấm luôn, 69.000 bỏ vệ được cái phần cổ. Chị nào mà hay bị ho ấy, hay bị ho các thứ ấy, mình quàng em cái này ấm lắm mà nó không bị nhả lông đâu, nó đẹp, nó mềm. 69.000 túi xịn sò luôn, lông trồn nó đẹp. Đẹp kinh khủng khiếp luôn các chị ơi. A21 em còn mỗi hai màu này thôi các chị ạ. À, bộ em không lên nhá, hôm nay em đuối rồi các chị ơi, đuối rồi con cá chuối này. Không vẫy được rồi. Màu trắng này chị. Lên mũ lông trồn em nhá mọi người ơi, mũ lông trồn, mũ lông trồn. Mũ lông trồn là mã mấy nhỉ? M4 đúng không? M4 em mũ lông trồn ạ, 89.000 một mũ ạ, siêu ấm. Mặt em tròn như cái vùng rồi các chị. Thằng cần hôm sau biết là về con chó ở nhà có nhận ra không. M4 em các chị ơi, 89.000 em.
về ông bà lại không nhận ra. Thì khác quá, dạo này xinh quá. Dạo này tóc dài nhìn xinh quá. M4 em các chị nha, 89.000 này. Có màu nâu, có màu hồng và có màu đen. Chị nào lấy M4 mình lên đúng mã cho em là M4 và kèm số cho em màu đen đẹp á. Hôm nay có mấy chị ở ngoài á, đội cái mũ này hơi bị xinh mà ấm chứ. 89.000 cho em mã M4 nha. Chị nào lấy M4 mình lên đúng mã cho em là có đơn. Mày em ấy. Chiều lên rồi. Hết màu ấy, còn màu này. Thì thôi, đừng có lên. Thôi. Cho lúc chiều chút chiều. Nhớ khỏi. Mà bỏ. Đủ mít xỉ rồi. Mà bỏ. Thôi đừng có chụp kiểu đấy. Thôi em ơi, tao đã đuối rồi còn cứ cầm à. Mai hình M4 cho em nhá. Chắc đầu quá nhập ma mất thôi. Chán lắm bọn này. Em đê cho chị bán à. M4 cho em nhá. Thôi cái đầu không biết quá rồi. Chị nào lấy M4 mình sẽ chốt là M4 cho em. Không còn kiểu mũ kiểu khác chết rồi. Chết rồi. Rồi em lên cái quần này nốt này. Cái quần này bây giờ là chốt Q27 hay Q57? Q57 cho em nhá. Em xả nốt được các chị là 39.000 quần này. SML 39.000 một chiếc quần 3 ghi vải. Size S khách hàng cứ chơi cho em là 51 cân. M 53 cân và L 55 cân. Q57 cho em còn mỗi màu nâu. 39.000 một quần các chị ơi. Q57 và kèm số điện thoại cho em nốt mã này là em thăng nhé mọi người. Q57 cho em 39.000 đồng Q57. Đấy, chị nào lấy Q57 mình lên đúng mã cho em là 39.000 một quần. Nhiều chị đang ngủ này bỗng giật mình sao đúng. Sao nó có thể bán 39.000 quần này, tại vì em thích em bán cho mọi người thôi. Nha. 39.000 mã Q57 và kèm số cho em. Đấy. Chị nào mà thích con này thì mình cứ chốt cho em là Q57. Rẻ đúng không? Quá rẻ, 39.000 một quần. Áo em mặc sẽ là L194 89.000. Thôi rồi có đó nhá. Đang buồn lắm. Chất là quần 3 ghi vải thôi chị, không biết là chất gì. Hàng Quảng Châu nhiều khi em không biết chất đâu, em nói thật. Nhưng em biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu. Đấy, các chị cứ yên tâm. Hãy đặt niềm tin vào em sẽ làm không làm các chị thất vọng. Ok chưa, tử tất chất gì cũng thế. Được chưa ạ? Q57 và kèm số cho em là có đơn ạ. 39.000 một cái quần. Không phải hàng may nhái, hàng Ninh Hiệp, hàng vớ vẩn, hàng may cắt xưởng. Cái này là hàng may nhưng mà là hàng may bên Quảng Châu. Cái công nghệ và cái chất của nó vẫn bao giờ mà đẹp hơn mình. Được chưa? Thế là mình mới lấy hàng từ Trung Quốc chứ. Không lấy mình tự sản xuất mình dùng được rồi. Em có gì ở Việt hàng Việt Nam vẫn tin dùng hàng Việt Nam. Các chị ạ. Vẫn là đẹp. Khóa bên sườn cho em 39.000. Đẹp đúng không? Ui. L64 thì em chưa đo cái này. L64 là bé rồi. Thật ạ. 39.000 đồng của em một chiếc quần này. Q57. Rồi em xin phép nghỉ livestream tại đây mọi người nha. Hẹn các chị vào ngày mai ạ. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ đẹp chút chút. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Nói chung là em cái đấy em chỉ rút theo cân thôi. Eo em như em cũng chưa định đo eo em bao giờ. Rồi em nghỉ nhá mọi người ơi. Bye bye mọi người. Thank you cả nhà rất là nhiều. Bye bye các chị yêu. Bye bye. Úi dồi ôi, giật cả mình. Rồi ạ. Rồi bye bye mọi người.